Canoe Dạ em thấy có, dạ có thầy. à, ok vậy thì ta bắt đầu nhé. Và những cái bài giảng này thì sẽ nó đang được ghi âm lại, ghi âm và ghi hình lại, vì thế nên đó là để làm minh chứng cho cái phòng thanh tra rằng là chúng ta có đi học, chúng ta có dạy. Vì thế nên đó là các bạn cố gắng, các bạn tham gia đầy đủ nhé. Tại vì trong cái quá trình dạy ấy, thì sẽ có đôi lúc thầy sẽ hỏi những cái câu hỏi hoặc là làm những cái bài tập. Nếu như mà các em không có mặt thì các em xem như là vắng cái điểm quá trình và cái điểm bài tập đó. Như vậy chúng ta đi vào cái phần học phần. Thì đây là cái môn quản trị dự án. Như vậy thì chúng ta biết rằng đó là quản trị dự án là một trong những cái môn chuyên ngành của cái lĩnh vực quản trị. Giống lớp chúng ta là lớp quản trị K42. Vì thế nên đó là đây là một cái môn học chuyên ngành, thì nó nằm trong tổ hợp những cái môn học thuộc về cái lĩnh vực quản trị khoa học của ngành quản trị. Thì nói tới quản trị dự án thì chúng ta thường nghe nói tới các cái dự án lớn, về các cái công trình đô thị này kia thì chúng ta mới gọi là dự án. Nhưng mà thực ra thì nó không phải là như thế. Chúng ta học quản trị á, thì cũng không hẳn phải là quản trị một cái dự án xây dựng, mà là chúng ta học quản trị á, là nếu mà học quản trị dự án á, thì chúng ta sẽ có những cái kiến thức chung chung về quản trị một cái dự án nói chung. Tại vì dự án thì nó có những cái tính chất nói chung, chứ nó không cũng không phải liên quan tới riêng cái quản trị trong lĩnh vực xây dựng. Cái môn học này nó sẽ cung cấp cho các em một số những cái kiến thức về chuyên ngành, ví dụ như là các cái khái niệm cơ bản về đầu tư, dự án đầu tư, rồi các cái hồ sơ của một dự án đầu tư, lập một cái dự án đầu tư như thế nào, thẩm định một cái dự án đầu tư, thì nó gồm có những cái bước và những cái bộ phận ra sao, rồi chúng ta nên lập như thế nào trong thực tế, rồi cái hoạch định tiến độ và kiểm soát dự án. Thì nếu như mà chúng ta có đủ đó thời gian đó, thì chúng ta sẽ có thể đi hết được những cái phần này. Thưa thầy, tụi Về em không cái thấy màn hình nữa thầy ơi. thấy rồi đúng không? Dạ. Rồi thì nếu như mà chúng ta đi hết á, thì chúng ta sẽ đi hết được những cái phần đó. Còn về cái phần thực hành á, thì thầy có thể thực hành mẫu cho các em trên cái phần mềm mà MS Project, thì chúng ta nhìn chúng ta tự thực hành thì cũng được. Quan trọng là mấy các em phải cài cái phần mềm quản trị dự án đó, vì thế nên chúng ta cài trước. Tới phần thực hành đó này kia thì chúng ta sẽ làm. Về tài liệu tham khảo thì đây là những cái tài liệu tham khảo cũ rồi, đó là những cái sách ngày xưa mà thầy sử dụng. Tuy nhiên thì bây giờ nó lỗi thời rồi, với lại tài liệu tham khảo thì bây giờ nó cũng không có giới hạn trong một cái cuốn sách nào nữa. Tài liệu thì thầy sẽ gửi hết cho các em, slide rồi bài giảng rồi tài liệu tham khảo hết trong đó. Nhưng mà quan trọng là các em có thời gian để đọc hay không, đọc được hết cái cuốn giáo trình với lại những cái slide thì rồi nghiên cứu bài tập trước khi đến lớp thì nó trước khi nó cũng đã đầy đủ rồi. Với lại những cái kiến thức hiện nay á, thì bây giờ ở trên internet rồi này kia á, thì chúng ta còn phải học hỏi tìm kiếm thêm trên đó nữa nhiều. Tại vì ngay cả những cái cuốn sách họ ra xuất bản thì trong vòng có một năm thôi, đôi khi nó cũng đã lỗi thời mất rồi so với những cái kiến thức ngoài xã hội. Tại vì những kiến thức ngoài xã hội thì người ta cập nhật thường xuyên, với lại có những cái hội nhóm trên Facebook này kia chuyên ngành đó, người ta hay chia sẻ những cái kinh nghiệm với nhau. Ví dụ như trong cái lĩnh vực quản trị dự án này kia thì nó cũng có những cái group về cái nhóm quản trị dự án, hay là ví dụ như các chuyên gia họ chia sẻ kinh nghiệm này kia để họ kiếm tiền này kia. Ví dụ như ông Đàm Tài rồi này kia đó, thì trong cái lĩnh vực chuyên ngành nào nếu như mà các em muốn tìm hiểu đi sâu thì nó cũng đều có những cái hội nhóm như thế. Nên nếu như mà mình đam mê hoặc có thời gian để mà mình nghiên cứu tài liệu tham khảo thì tài liệu tham khảo rất là nhiều trên internet này nọ. Còn sách thì chúng ta có thể chúng ta có nếu có điều kiện thì chúng ta mua. Về cái hình thức thì như thầy nói đó, các em cần phải
tham gia vào group rồi theo dõi thường xuyên, lâu lâu thì sẽ điểm danh, lâu lâu thì sẽ hỏi cái bài tập hay gì đó. Nếu người ta không có thì người ta xem như người ta không có tham gia. Còn cái trên lớp thì nó có nhiều quy định. Ta đi vào cái phần đầu tiên, đó là những cái khái niệm và những cái nội dung. Thì nếu như nội dung ban đầu mà chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là tìm hiểu một số những cái khái niệm cơ bản về đầu tư, về quản trị dự án, rồi dự án là gì này kia, thì ta để có những cái khái niệm ban đầu về cái ngành này. Tại vì chúng ta nghe nói tới dự án cũng nhiều, đầu tư cũng nhiều. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những cái phần về nội dung cơ bản của dự án đầu tư, thì nó gồm những cái thành phần, những cái hồ sơ, những cái thủ tục, những cái quy định gì. Rồi tới cái phần thẩm định. Thẩm định thì trong một cái bộ hồ sơ dự án thì nó gồm có 7 cái thành phần lận mà chúng ta cần phải thẩm định. Thẩm định về mặt thị trường, rồi kỹ thuật, công nghệ, tổ chức quản lý, vân vân. Rồi thẩm định về mặt tài chính, về mặt kinh tế. Thì những cái phần kia thì tới từng cái phần nào thì thầy sẽ nói, nhưng mà chủ yếu là mình chỉ học và mình quan tâm tới cái phần thẩm định tài chính dự án đầu tư thôi. Tại vì là mình sẽ đứng trên góc độ là công ty, đứng trên góc độ là doanh nhân. Mình thẩm định một cái dòng tiền, một cái phương thức đầu tư, xem thử là nó có hợp lý không, nó có hiệu quả không, nó có khả thi không, để mà cuối cùng là có nên làm hay không làm. Đứng dưới góc độ là tài chính, tiền có giá trị theo thời gian, rồi lạm phát, rồi lãi suất, rồi lợi nhuận, rồi vân vân. Thì đó là cái góc độ tài chính. Thì cái này là một cái nguyên tắc chung. Khi mà chúng ta học thì nhiều khi chúng ta thấy nó hơi hơi lý thuyết một tí. Ví dụ như là tiền thì có giá trị theo thời gian, rồi đầu tư thì phải có sinh lời một đồng hôm nay thì những con đồng ngày mai gì đó chẳng hạn. Thì chúng ta thấy là nó hơi lý thuyết như thế, tại vì trong thực tế thì nhiều khi mình có tiền mình cũng đâu có tính toán như thế. Rồi mình làm cái gì ấy, thì mình làm thôi. Nhưng mà thực ra đó là cái cách suy nghĩ của cái những cái người mà không có kiến thức gì về kinh tế. Nên nếu như mà được, mình là những cái sinh viên trong ngành kinh tế thì mình nên suy nghĩ theo cái cách mà người giàu họ suy nghĩ, hay là cách mà tư bản suy nghĩ, hay cách mà những doanh nhân, doanh nghiệp là họ suy nghĩ. Đó là tiền có giá trị theo thời gian, và đầu tư tiền thì nó phải sinh lời. Ví dụ như là nếu tại vì chúng ta có ít tiền quá, không có đảm bảo đủ để mà tiêu dùng nữa, dư dư có một tí tiết kiệm á, thì nhiều khi á là dư cũng chỉ được có vài triệu, thì mình bỏ trong ví cho nó ấm đó. Nhưng mà thực ra nếu như mà khi mà các em có càng nhiều tiền hơn lên đó, thì những cái mà mình học á, thì nó lại trở nên rất là thực tế. Bây giờ ví dụ như các em mà có khoảng tầm mà chục triệu đi, thì chắc chắn các em sẽ nghĩ cách không có bỏ tiền, không bỏ cả chục triệu trong trong người. Thứ nhất là nguy hiểm, thứ hai là bỏ tiền vào ngân hàng á, thì ít nhất mỗi tháng nó cũng có thêm mấy đồng sinh lời. Thì cái mà sinh lời ngân hàng đó người ta gọi là lãi suất, chứ nó không phải là suất sinh lời. Thế bây giờ nếu mình có nhiều tiền hơn á, thì mình nghĩ rằng đó là mình bỏ tiền vào ngân hàng á, thì được có mỗi cái lãi suất à, trong khi mình á, có thể đem đi cái số tiền đó mình đem đi đầu tư, mình có thể mua cổ phiếu, đầu tư gián tiếp, hay là mình khởi nghiệp một cái kinh doanh gì đó, nó mang lại một cái lợi nhuận cao hơn cái lãi suất đó nhiều. Thì cuối cùng á, cái lợi nhuận cao hơn đó người ta lại gọi là cái suất sinh lời, của cái phương án đầu tư kinh doanh. Như vậy thì cứ như thế, khi mà mình có nhiều tiền hơn thì tự nhiên mọi cái lý thuyết mà mình học về tài chính, về tiền tệ, về đầu tư, về kinh doanh thì nó lại đúng. Còn nếu như mà mình có ít tiền quá thì nhiều khi mình cũng không quan tâm tới tiền nó có giá trị theo thời gian, tại vì mình đâu có đủ phần tiết kiệm đâu. Đủ tiết kiệm, nếu như mà mình có tiết kiệm đủ nhiều thì mình mới đi đầu tư được. Cũng giống như những cái kiến thức về kinh tế quản lý mà mình học gần 4 năm á, thì mình cứ thấy nó hơi xa rời với thực tế quá. Tại vì là khi mà mình học về quản lý, quản trị khoa học rồi thế này kia, thì nhiều khi mình học như thế, nhưng mà tới lúc thấy người ta ra đi làm cái gì đó thì người ta cứ bảo là kỹ năng quan trọng hơn, hay là quan hệ, rồi trong thực tế thì phải linh động mà không phải như thế đâu, rồi
kinh nghiệm là quan trọng nhất thế này thế kia, nhưng mà thực ra lại không phải như thế. Tại vì chúng ta biết rằng đó là đa phần những cái công ty ở Việt Nam chúng ta thì đa phần nó toàn là những cái công ty vừa và nhỏ không à, 80% là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên đó là cuối cùng đó là những cái công ty ban đầu người ta khởi nghiệp lên này kia thì đa phần là những công ty gia đình. Ngay cả ở Đà Lạt đi thì những cái công ty mà lớn lớn cái gì đó thì cũng toàn là từ gia đình phát triển lên, cách đây cũng mới có vài chục năm thôi, nên đó là họ quản trị theo kiểu rất là kinh nghiệm, theo kiểu rất là kinh nghiệm, tại vì nó còn nhỏ. Chứ còn thực ra mà nếu như mà mình nó lớn lên rồi á thì chúng ta quản trị theo kiểu kinh nghiệm đó này kia thì nó sẽ không có phù hợp và nó sẽ không có hiệu quả nữa. Nếu như mà càng lớn cái lớn lên một mức độ nào đó mà chúng ta quản trị theo kiểu kinh nghiệm, theo kiểu cảm tính thì chắc chắn là nó sẽ sụp đổ hay nó phá sản. Vì thế nên đó là những cái kiến thức mà mình học thì đa phần mình lấy từ những cái kiến thức quản trị rồi này kia, rồi quản trị công ty rồi này kia của những nước tư bản phát triển. Và họ thì họ toàn là những cái công ty lớn không à, công ty lớn không, chứ mình nó là toàn những công ty gia đình vẫn còn nhỏ nhỏ lắm, cỡ tầm mấy chục tỷ cho tới mấy trăm tỷ thì cũng coi như là vừa thôi, chứ cũng chưa có gì là lớn cả. Những công ty tập đoàn quốc gia này kia họ cả ngàn tỷ này kia còn chưa chưa gọi là lớn nữa chứ. Nên đó là những cái mình học nó cũng không phải là lý thuyết đâu, mà nó chỉ có điều đó là vì mình đa phần mình ra một cái môi trường của mình đó, nó hơi nhỏ, nên đó là nhiều khi đó, nó nhỏ thì kinh nghiệm nó lại hiệu quả hơn, kinh nghiệm nó lại hiệu quả hơn. Nhưng mà thực ra nếu như mà người ta làm lớn, nếu mà những công ty lớn cái gì đó, nếu mà em làm những cái công ty nước ngoài này kia thì em sẽ thấy là những cái kiến thức cái nhiều khi nó cũng rất là quan trọng. Thì vì thế nên đó là khi mà lập dự án đầu tư hay gì đó thì người ta cũng đứng trên góc độ là tài chính, rồi chúng ta cũng sẽ đụng tới những cái khái niệm về lãi suất dòng tiền theo thời gian hay thế này thế kia của theo cái môn quản trị tài chính doanh nghiệp. Thì chúng ta thấy đó là cái cách mà cái người giàu hay là cái cách mà tư bản thì người ta sử dụng tiền và người ta quan điểm về tiền. Nếu như mà chúng ta suy nghĩ tư duy theo cách của người giàu á thì cuối cùng chúng ta sẽ trở thành người giàu. Đấy. Nên đó là Dạ thưa thầy, lại mất màn hình rồi á thầy. Rồi, ok. Như vậy thì cái quan điểm của người giàu hay của tư bản á, là tiền thì phải đầu tư, tiền thì phải đi đầu tư. Còn nếu như mà chúng ta giữ tiền trong người hay thì có nghĩa là đang bị lỗ. Ít nhất thì chúng ta cũng đi gửi ngân hàng á, thì cũng có một cái phần lãi suất. Rồi không á, thì chúng ta là đi đầu tư. Chứ không có bao giờ mà tiền nó nên đứng yên một chỗ cả, tại vì tiền sẽ càng ngày nó sẽ càng mất giá theo thời gian do lạm phát này kia. Nếu như mà chúng ta không làm gì á thì có nghĩa là chúng ta đang bị lỗ. Bỏ vô cái ngân hàng á thì ít ra á, hy vọng rằng cái lãi suất nó cũng bù đắp được phần nào cái mất giá của đồng tiền, nhiều khi á cũng không không kịp để bù đắp. Còn nếu không á thì phải đi đầu tư, thì có nghĩa là cái tiền cái lợi nhuận từ cái tiền đi đầu tư đó đó cuối cùng á là nó phải cao hơn nhiều so với cái lạm phát rồi cái lãi suất, thì cuối cùng á mới xem như á, là tiền của mình sử dụng có hiệu quả. Như vậy thì như thế nào là đầu tư, như thế nào là đầu tư, thì chúng ta thường hay nghe nói về đầu tư nhưng mà không biết là chúng ta có một cái hình dung rõ ràng về đầu tư hay hiểu đúng về đầu tư hay không. Bây giờ ví dụ như là người ta vẫn thường hay 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 không có rõ ràng về những cái khái niệm trong cuộc sống. Bây giờ như những cái người mà họ đi mua cái ô tô á thì họ lại bảo rằng mua cái ô tô thì lúc nào nó hay bị lỗ rồi hay thế này thế kia, thì họ lại cứ tưởng rằng mua cái ô tô là để là một cái phương thức đầu tư, tại vì đầu tư thì nó sẽ liên quan tới sinh lời với rủi ro, nên nó là mới có khái niệm gọi là lời hay lỗ. Nhưng mà mua cái ô tô là để mình tiêu dùng, mà tiêu dùng á thì
thì đương nhiên nó phải tiêu hao đi, thì nó thuộc dạng là tiêu sản mà, tức là mình mua nó với giá là 800 triệu, mình vừa mới ra sổ mình thôi là nó đã giảm bao nhiêu tiền rồi, rồi mình đi một thời gian thì nó tiêu hao. Nên nếu mà về mặt kế toán thì nó tiêu hao về mặt nguyên giá kế toán khấu hao này kia, còn nếu mà nói về mặt thực tế thì mình cũng thấy nó hao mòn. Vì thế nên là cái mua xe thì đa phần người ta mua xe để đi, thì nó là một cái dạng là chi tiêu dùng chứ nó không phải là đầu tư, là đầu tư. Còn còn bây giờ ví dụ như mình nói rằng đó là mình lấy tiền của mình rồi mình mua gạo rồi mình chờ cho cái lũ lụt hạn hán nó xảy ra hay là Covid nó đến thì mình bán cho nó với giá cao. Ví dụ như là mình mua cái khẩu trang chẳng hạn, rồi á là mình thấy Covid nó lên cái rồi mình mới bán ra với giá cao, thì cái đó là dạng giống như là mình đầu cơ chứ cũng không phải đầu tư, cũng phải đầu tư. Bây giờ ví dụ như mình mua vàng rồi mình đợi cho nó tăng lên, rồi mình mua cổ phiếu mình đợi cho nó tăng lên hay gì đó thì đều gọi là đầu cơ hết chứ cũng không phải đầu tư. Như vậy thì đầu tư là cái gì? Tại sao mình đi mua gạo để ăn thì lại gọi là tiêu dùng, mà mình mua gạo để bán để kinh doanh thì lại gọi là đầu tư. Rồi ví dụ như nếu như mình mua cái xe để mình đi thì lại gọi là tiêu dùng, nhưng mà nếu mình mua cái xe để mà mình có những cái mối quan hệ rồi dễ dàng làm ăn hơn, ký được những hợp đồng tốt hơn thì lại gọi là đầu tư cho hình ảnh bản thân. Đấy. Vì vậy nên đó là chúng ta cần phải phân biệt rõ cái chi tiêu dùng, mục đích nó chỉ khác nhau về cái mục đích thôi. Có nghĩa là mục đích mình mua để tiêu dùng hay là mình mua để mà đầu tư có một cái cơ hội gì đó tốt hơn, sinh lời tốt hơn thì gọi là đầu tư. Còn mà mình chi ra một cái số tiền rồi mình đợi cho nó thời thế thời vận nó tăng tăng lên giảm giảm chờ thời thì gọi là đầu cơ. Gọi là đầu cơ, cơ nó chính là cơ hội. Còn đầu tư nó có nghĩa là mình bỏ một cái số tiền ra rồi để hình thành nên một cái tài sản hay là một cái phương thức kinh doanh gì đó mà nó sẽ sinh lời. Đó. Thì nó mới gọi là đầu tư. Và đầu tư thì chúng ta thấy là kinh doanh thì nó luôn có rủi ro. Vì thế nên hai cái đặc trưng của nó là sinh lời nó sẽ đi kèm với rủi ro. Cái gì mà rủi ro cao á, thì lợi nhuận nó thường nó cao nếu như mình thành công. Còn cái gì mà rủi ro nó thấp thì lợi nhuận thường nó thấp nếu như mình thành công, và nó dễ thành công hơn. Thì theo cái quan điểm thông thường nó là như vậy. Đầu tư là cái việc là mình bỏ vốn ra để làm một cái việc gì đó để mà mình mong muốn rằng nó sinh lời, lợi nhuận nó mang lại cao hơn so với ngày hôm qua. Đó là quan điểm thông thường. Quan điểm của doanh nghiệp đó là đầu tư là cái việc mình bỏ vốn ra để hình thành những cái loại tài sản. Mà tài sản thì có thể là tài sản hữu hình hay tài sản vô hình. Ví dụ như là những cái bỏ vốn ra để mua một cái bản quyền thương hiệu, mua một cái bằng phát minh sáng chế, hay là bỏ vốn ra để mà hình thành nên cái nhà xưởng máy móc thiết bị, thì đó là những tài sản vô hình và những tài sản hữu hình. Như vậy thì khai thác những cái loại tài sản này, ví dụ như là tài sản con người, rồi vốn, nguyên nhiên vật liệu, điện nước, đó là đầu tư. Cái đặc điểm của đầu tư đó là sinh lời và rủi ro, và nó y như hai mặt của một đồng tiền vậy. Nó cái gì cũng có cái giá của nó. Chúng ta thấy thì trên đời này cái gì nó cũng có cái giá của nó cả, còn thành công hay thất bại thì là do mình, nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó còn cái gì mà nó dễ dàng quá mà tự nhiên đạt được á thì
Hình như cũng 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 có cái giá của nó luôn. Ví dụ như là một người mà họ ngẫu nhiên cái họ mua một cái tờ vé số, cái xong họ trúng số. Nếu như mà cái ông này ông mua vé số trong một cái thời gian dài á, mà bị được tự nhiên một ngày nào đó được trúng số á, thì nó cũng xem như là may mắn. Còn ví dụ như có những người mà họ chẳng bao giờ chơi vé số, lâu lâu ngẫu nhiên họ mua một tờ vé số thì nó lại trúng số. Thì cái này giống như là một cái kiểu như là kiểu như là may mắn, hay là kiểu như là việc nhẹ lương cao, hay là bỏ ra ít mà cuối cùng được vậy nhiều gì đó. Nhưng mà thực ra cũng không đúng, tại vì là cái xác suất để mà trúng số á, nó rất là ít, nó rất là ít. Thì cái ông này mà ông bỏ tiền ra để mua một cái tờ vé số á, thì cái rủi ro ông bị mất tiền rất là cao, cực kỳ cao luôn. Thì cuối cùng á là ông trúng á, thì đôi khi nó lợi nhuận nó lại là nhiều. Như như vậy điều đó có nghĩa là rủi ro cao thì lợi nhuận cao, nhưng mà có nghĩa là họ cũng may mắn nữa. Nhưng mà cái gì mà nó gọi là số thì chịu thôi, số thì chịu thôi, chứ nhiều lúc nó là may mắn. Còn còn cái mà mình kinh doanh hay mình làm cái gì đó thì nó không phải thuộc về số, mà nó thuộc về năng lực, về tài trí, hay là về cái gì đó của con người. Chứ còn số thì chịu. Cái giống như mình sinh ra thì ngẫu nhiên mình là con trong một cái gia đình giàu, hay là ngẫu nhiên mình là con của một gia đình nghèo, thì đó là số. Rồi sinh ra thì ngẫu nhiên là mình đẹp hay là ngẫu nhiên là mình xấu, thì cái đó là số, mình không có lựa chọn được. Nhưng mà người ta nói là số thì do trời định, còn phận thì do con người định. Những cái mà ví dụ như mình học hành tài giỏi, hay là suy nghĩ, hay là mình kinh doanh, hay là mình làm cái gì đó, có nghĩa là mình đang thay đổi cái phận của mình, thì cái mà liên quan tới cái con người, rồi phận, rồi kinh doanh, rồi cái việc mà con người làm này kia, thì nó ít khi mà gặp may mắn lắm. Có nghĩa là mình cái gì cũng có giá của nó cả. Có nghĩa là mình tài giỏi thì mình sẽ thành công, còn mình không tài giỏi thì mình không thành công. Còn cái mà gọi là số thì đôi lúc mình sẽ gặp được may mắn thì lợi nhuận cao, cái gì rủi ro thấp thì lợi nhuận thấp, chứ chẳng có cái danh mục đầu tư nào mà rủi ro mà thấp mà lợi nhuận lại cao, còn rủi ro cao mà lợi nhuận thấp cả. Nó không có cái danh mục đầu tư đó. Về phân loại đầu tư thì chúng ta có cái, nếu như mà chúng ta phân loại theo chức năng quản lý vốn của đầu tư, chức năng quản thì nó phân loại thành đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp. Đầu tư gián tiếp thì nó liên quan tới việc á, là cái người mà bỏ vốn ra thì không không quản lý và sử dụng cái nguồn vốn đó. Ví dụ như các em góp vốn đầu tư, ví dụ như các em mua cổ phiếu, cổ phần, thì có nghĩa là cũng là góp vốn đầu tư, nhưng mà mình đâu có ra cái quyết định để kinh doanh đầu tư như thế nào đâu, tại vì á, là mình không phải là cái người giám đốc hay là cái người chủ tịch hội đồng quản trị đó, thì mình không có cái quyền đưa ra cái quyết định cuối cùng để mà điều hành kinh doanh. Mình chỉ góp vốn vô thôi, mình có tiếng nói, nhưng mà tiếng nói của mình nhỏ lắm. Còn nếu như mà mình bỏ đủ một cái số lượng tiền đủ lớn ra, trên 50% cổ phiếu á, cổ phần ấy, thì mình tự nhiên mình trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, thì lúc đó một cái quyết định của mình là cái quyết định của cả một cái công ty, thì lúc đó nó trở thành đầu tư trực tiếp chứ không phải là đầu tư gián tiếp nữa. Còn như mà mình bỏ vốn ra mà mình không trực tiếp tham gia quản lý và sử dụng vốn á, thì nó chỉ là đầu tư gián tiếp thôi, đầu tư gián tiếp. Còn đầu tư trực tiếp là cái người bỏ vốn ra và cái người quản lý sử dụng vốn là một, giống như là bỏ vốn ra để điều hành một cái, để kinh doanh một cái quán cà phê, quán ăn, bỏ vốn ra để trực tiếp tham gia và quản lý một cái dự án gì đó, thì xem như đầu tư trực tiếp. Như vậy thì đây là hai cái cách thức đầu tư, cái nào nó cũng có cái ưu nhược điểm của nó. Ví dụ như cái ông Bill Gates với lại cái ông Warren Buffett, thì hai ông này là hai ông bạn thân với nhau,
Một ông thì ông thích đầu tư trực tiếp hơn, đó là ông Bill Gates. Thì ông thích điều hành cả một cái tập đoàn, hay là ông cái làm này làm nọ hơn. Còn cái ông Buffett thì ông quan điểm của ông là bỏ vốn ra nó tự điều hành kinh doanh thì kia, thì nó quá nhiều những cái phiền hà, những cái thủ tục, rồi những cái nhân sự, rồi những cái pháp lý, rồi những cái điều hành, rồi những cái này kia, rủi ro, nó quá phiền hà, nó quá phiền phức, nó quá mệt mỏi. Thì thay vì vậy thì tại sao mình lại không góp vốn vào, mà chọn những cái người điều hành kinh doanh tốt, chọn những cái nhà đầu tư tốt, mình góp vốn vào cho họ, và cuối cùng mình hưởng lợi được từ cái việc lựa chọn đúng đó, cái việc đầu tư đúng đó. Như vậy thì hai ông này đều là những cái người tỷ phú như nhau, chỉ có điều một ông thì thích đầu tư trực tiếp, còn một ông thì thích đầu tư gián tiếp. Như vậy thì đầu tư trực tiếp thì nó phân thành hai dạng, đó là đầu tư dịch chuyển và đầu tư phát triển. Đầu tư trực tiếp theo kiểu dịch chuyển thì có nghĩa là mình dịch chuyển cái quyền sở hữu tài sản của mình từ một cái chủ thể này sang một cái chủ thể khác, thì gọi là đầu tư dịch chuyển. Đầu tư dịch chuyển ví dụ như là mình mua lại một cái doanh nghiệp, mua bán sáp nhập hay gì đó để mà trở thành của mình, rồi mình điều hành kinh doanh thì xem như đầu tư dịch chuyển cái quyền sở hữu tài sản. Còn phát triển mới thì có nghĩa là mình bỏ vốn ra để mà mình hình thành nên một cái gì đó mới, một cái phương án mới, cải tạo mở rộng hay là đầu tư mới gì đó, thì được xem như là đầu tư phát triển. Về theo thời hạn đầu tư thì chúng ta biết là nó trong lĩnh vực ngân hàng thì hay phân thành trung hạn, ngắn hạn, dài hạn. Nhưng mà trong lĩnh vực đầu tư đó, thì người ta chỉ có cái quan điểm đó là đầu tư nào đó mà kết thúc trong vòng 1 năm thì gọi là đầu tư ngắn hạn, còn trên 1 năm đó, thì được gọi là đầu tư dài hạn thôi. Rồi theo cái tính chất của hoạt động đầu tư thì người ta phân là đầu tư cơ bản và đầu tư vận hành. Thì đầu tư cơ bản là cái việc bỏ vốn ra để hình thành nên những cái vốn cơ bản, ví dụ như là những cái tài sản cố định ban đầu, rồi những cái cơ sở kinh doanh ban đầu, những cái mặt bằng, rồi những cái tư liệu sản xuất, những cái máy móc thiết bị này kia ban đầu. Còn đầu tư vận hành đó, là bỏ vốn ra để mà vận hành cái cơ sở đơn vị kinh doanh đó, cần có con người, cần có nguồn lực, cần có quản lý, cần có những cái thiết bị hỗ trợ này kia để quản lý vận hành. Rồi phân loại theo cái lĩnh vực đầu tư thì chúng ta thấy là người ta phân theo địa lý kinh tế, gồm nông lâm ngư nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng công nghiệp, vân vân, này chúng ta tham khảo. Về hình thức đầu Dạ tư, thầy ơi, không có thấy cái màn hình nữa thầy. Về hình thức đầu tư thì thức đầu tư thì chúng ta thấy là nó có trong cái lĩnh vực dự án xây dựng cơ bản á, thì chúng ta hay thường nghe nói tới những cái như là BOT rồi BTO rồi này nọ, thì chúng ta hay thường nghe nói trên những cái phương tiện truyền thông và những cái dự án trong thực tế lắm. Vì thế nên chúng ta học quản trị án thì chúng ta cũng biết chút về những cái loại này. Thứ nhất đó là hợp đồng hợp tác kinh doanh BCC. Thì hợp tác kinh doanh BCC thì nó là một cái dạng hợp đồng giữa hai cái pháp nhân, hai cái cá nhân với nhau để mà hợp tác quy định trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ, chia sẻ lợi ích, thì nó gọi là hợp đồng hợp tác kinh doanh, chứ nó không có hình thành nên một cái pháp nhân gì cả. Thì cái này thì thường là hai cái doanh nghiệp hay là hai cái cá nhân họ muốn hợp tác kinh doanh đó thì họ thường họ ký kết như thế. Cái dạng thứ hai đó là cái hợp đồng BOT. Thì BOT thì chúng ta hay thường nghe nói lắm, theo BOT xây dựng, theo BT công trình, theo BOT, vì thế nên chúng ta cũng biết một tí nó là cái gì. Thì BOT là một cái hợp đồng được ký kết
Thường á là một bên á là bên cá nhân, một bên pháp nhân, với một bên á là thường á là một cái cơ quan chức năng nhà nước có thẩm quyền, ví dụ như là sở đầu tư hay là một nhà bộ kế hoạch xây dựng hay là nhà nước, nhà chính phủ, hoặc là bộ tài chính, ký kết một cái hợp đồng. Thì trong đó thì cái bên mà bên nhà nước có thẩm quyền á, thì họ cấp cung cấp ra một cái dự án gì đó, nhưng mà nhà nước không có đủ tiền làm, nên đó là kêu gọi doanh nhân doanh nghiệp rồi vào mà thầu mà làm, thì có sẽ có rất nhiều người họ làm, họ nhảy vô họ đấu thầu, họ muốn muốn được thầu. Như vậy thì cuối cùng mà ai mà trúng thầu á thì cái người đó phải bỏ tiền ra mà làm cái công trình dự án đó. Ví dụ như nhà nước muốn xây một cái con đường nhưng mà nhà nước không có tiền, bây giờ nhà nước kêu gọi là doanh nghiệp đều phải cùng với nhà nước làm, thì bây giờ bỏ vốn các cái doanh nghiệp họ nộp hồ sơ, họ xin được đấu thầu, xin được đấu thầu, mong họ muốn được làm. Như vậy thì bây giờ cuối cùng ông nào trúng thầu á thì giao cho ổng làm, giao cho ổng làm, bỏ vốn ra làm gọi là xây dựng, gọi là cái từ build, thì được xây dựng. Xây dựng xong một cái khoảng thời gian á, thì cái bên phía doanh nghiệp này á, họ được một cái thời gian để họ kinh doanh, giống như làm một cái con đường á, thì ông này được một cái khoảng thời gian để mà thu phí của người dân. Thì thu phí đó theo cái luật của quy định này kia, trong vòng 15 năm hay là 20 năm hay 30 năm gì đó, thì tùy cái lúc mà quy định. Thì sau rồi hết cái thời gian mà quy định đó rồi thì chuyển giao lại cho nhà nước, và nhà nước thì lúc đó thì không có thu phí nữa, tại vì là đây là một cái dự án công, nó là một cái con đường công, nó là một cái công viên công hay là một cái gì đó công. Vì thế nên nó gọi là BOT, có nghĩa là xây dựng rồi kinh doanh rồi xong rồi chuyển giao lại cho nhà nước. Thì chúng ta thấy là cái Việt Nam chúng ta thì có rất nhiều những cái công trình dự án giao thông thủy lợi đường bộ hay gì đó, thì thường nó hay thích thì thường theo cái hình thức này, xây dựng kinh doanh rồi xong rồi chuyển giao. Cái con đường cao tốc mà mình hay đi này kia, họ thu phí này kia thì đều thuộc dạng như vậy hết. Còn cái hình thức thứ hai đó là xây dựng xong rồi chuyển giao xong rồi lại kinh doanh, thì nó chỉ khác nhau về cái thứ tự hình thức một tí thôi. Tức là bên các bên thầu họ được xây dựng xong rồi họ được kinh doanh trong một khoảng thời gian, họ chuyển giao cho nhà nước luôn, cái xong rồi họ sẽ được nhà nước thanh toán hoặc là được kinh doanh trong một khoảng thời gian nghiệm, tức là nhà nước ở bên đó sẽ nghiệm thu trước xong rồi dành trong một khoảng thời gian để kinh doanh. Rồi cái kiểu thứ tư đó là hợp đồng xây dựng và chuyển giao luôn. Thì cái này á, thì nó giống như dân sự bình thường thôi, tức là chủ nhà họ yêu cầu cái nhà thầu xây dựng xong rồi chuyển giao toán tiền hay là được những cái lợi ích gì đó, thì cái này á, thì nó bình thường thôi, xây dựng rồi chuyển giao luôn. Thì đó là một số những cái khái niệm trong lĩnh vực xây dựng. Nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư thì chúng ta nói về dự án, thì có nghĩa là chúng ta phải làm một cái phương án, một cái dự án hay là một cái dự định gì đó, nó rất là lớn, cũng không hẳn là lớn mà là cần nhiều tiền. Vì thế thì người ta hỏi là cái tiền này lấy ở đâu, ví dụ như những cái dự án lớn rồi này kia của nhà nước, chúng ta thấy là nó xây dựng những cái mấy chục tầng, mấy trăm phòng, hay là cái cầu ấy vốn mấy ngàn tỷ rồi, mấy chục ngàn tỷ, như vậy thì vốn ở đâu? Thì cái nguồn vốn đầu tư trong xã hội ấy, thì nó cũng không khác gì mấy đối với một cá nhân hay là một cái gia đình cả, thì nó đều có hai cái nguồn vốn, đó là cái nguồn gốc bên trong và cái nguồn gốc bên ngoài. Thì cái nguồn gốc bên trong mới là mình tự kiếm. Thì bây giờ nếu như mà mình là một cá nhân hay một gia đình, mình có thể kiếm được một cái thu nhập gì đó, thì cuối cùng sau khi mình trừ đi các cái khoản thuế như thuế thu nhập cá nhân hay gì đó, thì cuối cùng mình sẽ còn lại một cái khoản thu nhập
khả dụng cuối cùng mà mình có thể sử dụng được, như trong cái môn kinh tế vi mô mà họ nói thu nhập khả dụng. Thì cái thu nhập khả dụng này cuối cùng nó sẽ tồn tại với hai hình thức, tức là tiêu dùng cộng với tiết kiệm. Đấy, tiêu dùng cộng với tiết kiệm, mà tiêu dùng đó là chi tiêu dùng hàng ngày, cuộc sống hàng ngày mình nhiều khi mình không thể không tiêu được. Giờ ví dụ như những cái thiết yếu, ví dụ như là mua mắm muối bột ngọt, cơm gạo này kia để ăn, như vậy thì không thể nào không có cái tiêu dùng được. À, phần còn lại sau khi mình tiêu dùng xong xuôi á, thì mình tiết kiệm, một cái khoảng thời gian nào đó thì mình sẽ có một cái số tiền đủ lớn, thì lúc đó mình sẽ quyết định là nên đi bỏ tiền ngân hàng làm một cái quỹ tiết kiệm, hay là nên mua miếng đất hay đầu tư hay là kinh doanh hay gì đó, thì đó là tùy mình. Nhưng mà cái nguồn gốc là từ tiết kiệm và có một cái số tiền đủ lớn. Chứ còn nếu như mà mình kiếm được số tiền mà mình không có tiết kiệm, mình tiêu dùng nhiều quá, có nghĩa là tăng tiêu dùng lên thì tiết kiệm đương nhiên sẽ giảm xuống. ID bằng bằng tiêu dùng cộng với tiết kiệm. Như vậy thì cuối cùng là nếu như mà mình cứ tăng cái tiêu dùng lên thì cuối cùng cái tiết kiệm nó giảm xuống, thì cuối cùng không có tiền đầu tư, mà không có tiền đầu tư thì cuối cùng là không có làm được cái gì hết, không có ra làm được, có tiền để làm một cái phương án gì hết. Nhiều người họ bảo là họ có rất là nhiều những cái cách thức hay, cái phương án hay, nhưng mà kẹt quá giờ không có tiền, không có cách nào có tiền, như vậy thì sẽ mãi mãi không làm được, thì sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi cái mà người ta gọi là cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói. Có nghĩa là khi mà chúng ta không có tiền thì chúng ta sẽ không làm được cái gì hết, mà nếu chúng ta không làm được cái gì hết thì cuối cùng chúng ta sẽ không có tiền, không có tiền thì không làm được cái gì hết, nên nó gọi là cái vòng luẩn quẩn, vì thế nên nó là cái Việt Nam ta khi mà hồi những cái thời kỳ khó khăn, xong rồi chúng ta muốn phải phải nhanh chóng vươn lên để nhanh chóng phục hồi kinh tế, rồi tới năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì chúng ta đề ra cái mục tiêu nó to tát như thế, thì chúng ta cần phải có tiền. Có tiền thì người ta họ đặt ra cái kế hoạch đó là để hoàn thành mục tiêu đó thì ta phải có nguồn vốn, mà nguồn vốn trong nước sẽ đóng vai trò là quyết định, còn nguồn vốn nước ngoài thì đóng vai trò là quan trọng. Thì trong nước thì có nghĩa là mình tăng gia sản xuất, rồi mình tích cực sản xuất, tạo ra giá trị sản phẩm, rồi mình xuất khẩu ra nước ngoài này kia, mình lấy cái tiền đó mà mình làm những cái dự án tốt đẹp hơn, to lớn hơn, thì cuối cùng mình mới thoát ra được khỏi nghèo đói. Còn về cái nguồn vốn nước ngoài á, thì mình cố gắng kêu gọi càng nhiều càng tốt, các nhà tư nhân hay là các cái nhà ngân hàng, nhà chính sách hay là gì đó kêu, rồi tài trợ hay gì đó, thì càng nhiều càng tốt. Vì thế nên á, mình mới cố gắng mình đa dạng hóa quan hệ song phương, rồi trở thành đa phương đối với tất cả các cái đất nước trên thế giới này kia, không có thù với ai cả, không có không chơi với ai cả, tại vì nó là một cái là nguồn vốn quan trọng. À, càng nhiều càng tốt, nhưng chỉ có điều là vẫn phải dựa vào chính mình là chủ yếu, nó mới là quyết định. Chứ còn ngày xưa khi mà trong cái thời chiến tranh đó, thì mình chỉ quan hệ với một vài nước Đông Âu với lại một vài nước xã hội chủ nghĩa, thì họ tài trợ cho mình, thì chúng ta thấy là nó rồi sau này khi mà chúng ta hòa bình lập lại này kia, thì mình chơi hết tất cả để mà mình kêu gọi những cái sự giúp đỡ từ bạn bè quốc tế này kia càng nhiều càng tốt. Thì chúng ta đặt ra cái mục tiêu như thế, nhưng mà tới hiện nay á, thì chúng ta đâu có đạt được. Năm 2020 chúng ta đâu có đạt được. Ví dụ như là để thỏa mãn một cái nước là công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì chúng ta phải thỏa mãn rất là nhiều cái tiêu chí theo cái quy định của thế giới, nhưng mà chúng ta có 10 cái tiêu chí cơ bản, mà cho hiện nay á, thì chúng ta chỉ đạt được có 2 tiêu chí. Ví dụ như là dân cư có tỷ lệ biết chữ thì mình đạt được, phổ cập giáo dục rất là tốt, rồi cái tuổi thọ của người dân thì mình cũng đạt được, còn những cái tiêu chí khác á, thì nó đều không có đạt được, nên chúng ta vẫn không biết bao giờ chúng ta mới trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà được cái Mỹ hay là các cái nước thị trường họ công nhận. Tại vì mình công nhận thì chẳng có ý nghĩa gì cả, mình tự mình nhận mình là nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng mà họ không nhận thì cuối cùng
đâu có ra được, đâu có áp dụng được cái luật quốc tế đâu. Vì thế nên mình hay tự nhận mình nhiều thứ lắm, nhưng mà quan trọng là người ta có chứ không. Thì vì thế nên đó là chúng ta thấy là trong 10 cái tiêu chí này thì nó chỉ nó rất là khó để đạt được. Ví dụ như là vào cái nền kinh tế thì không, ví dụ như nhớ nói cái bên không quá một người một bác sĩ thì cái này sợ là hơi khó, tại bác sĩ ở Việt Nam mình nó cũng hơi ít, mà lại đa phần nó lại tập vào những cái thành phố lớn, rồi những cái nhiều khi ở nguyên một cái huyện một cái gì đó thì chỉ có vài bác sĩ rồi mở có vài rồi và cái quầy thuốc, nên đó là nó khó. Rồi những cái tỷ lệ mà chúng ta đạt được ví dụ như là cái tuổi thọ của người dân thì cao 70 trở lên đó, thì mình đó thì 73 2014 mình đã đạt được trung bình 73 trở lên rồi. Nhưng mà nó có một cái nghịch lý ở Việt Nam chúng ta là cái tuổi thọ cái người mà ở nông thôn cao hơn ở thành thị. Còn cái nước phát tuổi thọ thành thị đương nhiên phải cao hơn người nông thôn, tại vì họ có được những cái chăm sóc về dạy không quá 100 người trên một bác sĩ, nên nhiều khi phim thấy là có những cái gia đình họ bị bệnh thì gọi bác sĩ riêng chứ, thì tại vì mấy ông xung quanh ở cái khu vực đó và ông nhìn chịu trách nhiệm sức khỏe cho các cái gia đình đó, thì nó là những cái nước phát triển, còn mình đó thì bệnh thì mình phải đi tìm bệnh viện thôi. Ở Việt Nam mình thì ngược lại, tuổi thọ thành thị thấp hơn ở nông thôn, tại vì dưới nông thôn thì cái nguồn thức ăn của họ đợt này kia rất là cây nhà lá đi, còn ở thành thị thì tập trung ở thành phố lớn thì cuối cùng những cái hàng hóa Trung Quốc những cái rau không đảm bảo gì đó thì cuối cùng nó lên hết đô thị mới có nơi tiêu thụ chứ. Như vậy cuối cùng trên thành thị là ăn những cái đồ nó có được sạch như ở dưới nông thôn, cuối cùng là cái mà bị ung thư rồi bị hỏa thì nó giảm hẳn so với nông thôn. Đó là một cái thực tế, còn bên cái nước phát triển thì ở nơi họ toàn vô siêu thị họ mua đồ, siêu thị là toàn là những siêu thị xịn chứ không phải là siêu thị C, nên đó là đồ ăn rồi này kia của họ đảm tiêu chuẩn đầu ra rồi này kia rất tốt, ăn uống thì tốt, chăm sóc sức khỏe thì tốt, chỉ có ca hơi mệt đó là ở thành thị thì cái mức nguồn công việc này kia thì nó nhiều so với nông thôn, mà dù sao đi nữa thì ăn uống này y tế chăm sóc tốt nên cuối cùng là thọ cao. Việt Nam chúng ta thì ngược, chúng ta thấy vốn đầu tư trong xã hội thì qua cái slide thì phần trong nhiều năm trong quá khứ thì cái nguồn vốn nó tập trung lĩnh vực chúng ta thấy là cái màu đỏ là màu xanh là công nghiệp dịch vụ, thì nó cũng không có chuyên đâu nhiều, lẽ ra mà Dạ thầy mình ơi lại không càng thấy cái ngày mình có thể slide rồi thầy. Dạ không thấy slide. Rồi. Không có cơ cấu kinh tế so với những vì đầu tư chưa có hiệu quả. Cái thứ hai nữa là theo thành phần kinh tế thì trong quá khứ đa phần cái nguồn vốn đầu tư tập trung
màu đỏ là ngành kinh tế nhà nước. Sau này tư người kia thì họ phát nhiều hơn trước đây cái đầu tư nhà nước, mà những cái doanh nghiệp nguồn vốn đầu tư trong qua kia nó phân bổ như thế nào. Chúng ta nói cái góc nguồn vốn đầu tư này thì nó gồm có những hạn nào, nó tồn tại với hình thức nào. Thứ nhất đó là ngân sách nhà nước. Chúng ta thấy là cũng giống như nào thì nhà nước bố thu chi ngân sách nước, thu chi thì cái nguồn thu này nó lấy từ đâu? Cái nguồn thu này nó lấy từ 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 ví dụ như là từ thuế, rồi từ cái công ty nhà nước, nó không nhiều. Và thứ hai nữa đó là cái vấn đề mà chính nhà nước thì xảy ra thường xuyên, tức là năm nào cũng chỉ nhiều hơn thu hết. Mới từ năm 2013 nó thu thôi. Vậy thì ta thấy là nếu càng ngày mà cái chi mình thu thì một giá, nếu như là mình cái chi tiêu nhiều hơn cái mức, thì cuối cùng cái khoản tiền mà bội chi đâu ra thì chắc chắn là mình phải đi vay hàng xóm, vay bố mẹ, như ra ngân hàng gì. Thì cuối cùng chúng ta thấy là cuối cùng nó càng cái khoản nợ này nó càng ngày nó càng nhiều. Và nhiều là nếu như mà mình không mình nợ thì mình trả thì nó ngày nó ít lại, nhưng mà cứ năm nào cũng chi nhiều thu thì càng ngày nó phình to ra, tới một cái mức độ nào đó thì người ta gọi là cái vỡ nợ công á, vỡ nợ công của quốc gia. Thì đó ví dụ vì sao mà gọi là nợ công thì là hiện tượng nhà nước chi thu, thu thì ít chi nhiều, vay thì nhiều cũng mới là đó. Thì ngân hàng thế giới họ quy định là ngưỡng mà nguy hiểm mà gọi là vỡ nợ, thì tức là nhiều hơn 80% GDP thì như là ngưỡng nguy hiểm. Ở ví dụ như ở Hy Lạp, ở Việt Nam chúng ta thì cái nợ công của chúng ta nó cũng chỉ tầm mà 50-60% thôi. Thầy có cái điện thoại. Alo, bây giờ thầy tắt dạy nha. Chứ thầy kêu không dạy, thầy dạy nha. Alo, Tùng đâu? Alo. Dạ. Tùng cái sáng. Rồi, ta lại tiếp tục. Thầy ơi thầy, những cái màn hình làm mấy chục giây hay mấy chục phút và nó tắt đó thầy. Bây giờ biết sao mà nếu vậy chúng ta khỏi màn hình được. Về cái nợ công thì chúng ta thấy rằng đó là ở nhiều quốc gia thì họ cao lắm. Ví dụ như Nhật Bản là 1% này kia.
Mỹ thì cũng 80, nhưng mà họ không có vỡ, có Hy Lạp cho 40% nhưng mà họ vỡ nợ thôi. Thì cũng thì chúng ta phải hiểu cái vấn đề ở đây là có nhiều nhà, ví dụ như có nhiều người chúng ta thấy cái uy tín của họ rất là nhiều, họ có hạn mặc dù họ vay đủ so với cái chi trả của họ nhưng mà họ vẫn trả nợ được đúng hạn. Bây giờ đi vay 100 triệu xong tới khoảng đó 150 lại, nhưng mà họ tôi 150 rồi họ lại trả cho cái ông này, cái rồi họ lại đáo hạn, rồi họ cùng số tiền họ đi nó càng ngày nó là nhiều so với khả năng chi trả, nhưng mà họ vẫn có cách để mà trả, họ có cách để đáo hạn trả họ, rồi họ làm ăn rồi này kia rất là tốt, uy tín thành tín, nên nó là cuối cùng là đi vay kia nhưng mà họ vẫn trả được ngon lành, thế nên chả bao giờ bị vỡ nợ cả. Như vậy thì nó lại tùy thuộc vào cái uy tín, cái sự tài giỏi và cái hiệu quả trả nợ của họ, chứ không phải là cứ cứ đi vay 80% những gì mình có thì cuối cùng mình sẽ bị vỡ nợ mà là chỉ nguy hiểm thôi. Tất cả cái uy tín, cái khả năng chi trả của người đó nữa, nên vì thế nên như Nhật rồi này kia họ vay rất là nhiều so với cái ngưỡng nguy hiểm nhưng mà họ đều không vỡ nợ. Đấy. Bây giờ ví dụ như Mỹ thôi cũng 80% và Nhật thì tới gần 120, họ cũng tại vì khi mà chúng ta học cái vòng bảy sử dụng cái tiền của người khác mà làm giàu cho mình thì nó sẽ mang lại quả cao hơn là sử dụng vốn mình, dùng vốn của trên mình nếu như mà mình hiệu quả, nếu mà mình kinh doanh hiệu quả, chứ còn nếu như mình không hiệu quả thì sử dụng mang lại một cái thiệt hại lớn hơn so với vốn của mình. Nên cuối cùng á là mình có giỏi không, nó là đòn bẩy tài chính. Vì thế những cái công ty mà họ phát triển đa uy tín và tốt á, thì họ được vay, họ tiếp cận với nhiều cái khả năng, họ được vay nguồn vốn nhiều lắm, vì càng tốt thế ngân hàng rồi này kia thích cho vay lắm, mà thực ra vì nhờ những cái người mà họ vay tí thế này kia thì họ mới có được nhiều doanh thu. Mà nên giống như khi mà mình vay ngân hàng cái số tiền đó thì mình ngân hàng, nhưng mà khi mình vay ngân hàng cái số tiền lớn đó, thì ngân hàng họ lại sợ mình, mình lắm, họ sợ mình lắm, nó những khách hàng lớn. Và những cái công ty tốt thế này kia họ họ vay rất nhiều nhưng mà lỡ họ phá sản trái thì cũng cũng chết hết, tại vì họ vay quá nhiều so với cái mức chi trả của họ. Nên quan trọng là họ có giỏi không, và nếu mà tham lam nhiều quá thì cuối cùng rất là rồi chúng ta thấy là phải mãi tới năm 2012 thì chúng ta mới ở trong cái tình trạng gọi là xuất siêu. Còn trước đó chúng ta trong quá khứ chúng ta đều trong tình trạng nhập siêu hết rồi. Như vậy điều đó có nghĩa là chúng ta là một nông nghiệp, sản phẩm ta là nông nghiệp ta sang nước ngoài rồi thì cũng khá nhiều, nhưng mà chúng ta nhập về thì quá nhiều, thì cái quá nhiều những cái hóa mà mình chưa sản xuất được. Thế nên cái ngân sách nhà nước của mình này kia nó không có cân đối nhiều cho lắm nhờ cái phần xuất khẩu này. Cái phần thứ hai đó là sản công, tài sản quốc gia, thì nó gồm cả những cái giá trị về mặt tinh thần cũng như chất của một quốc gia, ví dụ như là khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, rồi những cái giá trị về mặt tinh thần, ví dụ là lỗi, ví dụ như là văn hóa, văn hiến, những cái gì mà có thể sử dụng nó để mà hay là kiếm tiền thì gì đó thì đều gọi là vốn. Ở bên 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 Nhật người ta họ
họ khai thác cái những cái giá về mặt văn hóa tinh thần rất là khủng. Một ngày trên cái quốc gia của họ diễn ra tới 20 cái lễ hội, 20 cái hội, và khách du lịch ấy, thì họ đi chơi thì quan trọng là họ thì họ thấy có lễ hội hay gì đó vui vui này kia là họ tham gia thôi. Mà tham gia lễ hội thì mình đâu có thể nào không thể mua cái vật hay là những món ăn, đồ ăn. Nên đó là khai thác những cái này, cái tiền mà từ những cái đó nó nhiều lắm. Một ngày mà trên trung bình một ngày trên đất nước nó có 20 cái lễ hội. Còn Việt Nam ta thì giống như chúng ta 2 năm mới có một cái liên hoan một lần. Ánh nhạc cung đình Huế thì không biết là bao năm rồi, những cái lễ hội khác thì không biết là bao lâu. Nói chung là chúng ta khai thác những cái giá trị tinh thần này không có nhiều được như Nhật Bản. Rồi lợi hại của các doanh nghiệp nhà nước, tiết kiệm của khu vực tư nhân, lợi nhuận để lại của doanh nghiệp nhà nước, thì những cái công ty nhà nước ví dụ như tổng công ty điện lực, rồi công ty hàng hải dầu khí, những cái công ty mà giống như những người đứa con trước được nhà nước hậu thuẫn hỗ trợ rồi cấp vốn này kia để kinh doanh, nếu mà có tiền thì lại đổ lại cho ngân sách nhà nước về cho đất nước. Thì chúng ta là đó thì nó cũng hay cái vụ lỗ rồi này kia tài cũng hay đi tin, nhưng mà sau này thì chúng ta thấy là do nó không hiệu quả nên đó là nhà nước hay cổ phần những cái công ty này cho nó cạnh tranh, cho phép tư nhân được cũng tiếp cận với những cái lĩnh vực kinh tế này, nên cuối cùng nó tạo ra một cái môi trường cạnh tranh và chúng ta thấy là sau này nó hiệu quả. Về tiết kiệm của khu vực tư nhân, tiết kiệm trong dân cư, người ta tiết kiệm rồi người ta đầu tư, thì chúng ta thấy là cái nguồn tiết kiệm trong từ này ấy, thì chúng ta không có thống kê được, không có kiểm soát được, tại vì nó là một nền kinh tế tiền mặt. Vì thế nên nó là nó quá khó để thống kê và kiểm soát. Đó là tiền mặt thì giờ nếu em đem đi giấu thì cũng không công khai thì cũng chẳng ai biết cả. Vì thế nên là cái nguồn tiết kiệm từ này người ta không biết là bao nhiêu. Còn nếu mà đi thống kê bắt người ta khai thì thứ nhất là tốn quá nhiều tiền, nhiều thời gian, hay cũng chưa chắc người ta đã khai. Thì vì thế nên hiện tại dân cư Việt Nam chúng ta giàu có bao nhiêu thì không ai biết cả. Không ai biết, chỉ tính được sơ sơ thôi, cả cái GDP này kia nó cũng không giống như bên nước bạn nước phát triển thì người ta kiểm soát toàn bộ những cái khoản thu chi dân thông qua cái tài khoản ngân hàng, tại vì người ta họ chi tiêu họ cũng khá luôn mà, rồi phạt về ngân hàng tự trừ là đối với họ, mà nếu làm ăn thì cả cái khoản tiền này kia đều nằm ở ngân hàng hết, chắc là sử dụng tiền mặt. Ít khi cái việc mà chúng ta cần phải sử dụng mặt nhất là chi tiêu dùng, nó đi đi mua vài bó rau để mà thì lần tiền nhất mà ngay cả họ cũng vui vẻ, họ quẹt quẹt thì nó cũng hết, nên là tiết kiệm họ thống kê được tốt lắm. Còn Việt Nam ta thì nó tới theo để đặt cái kiểm soát nó nhưng mà khó. Thì nếu như mà nói về cái tiền mặt đó, thì chúng ta nói bên ngoài một tí về cái lịch sử của tiền tệ, thì chúng ta thấy là vì sao nó cuối cùng bây giờ người ta gọi là tiền ảo, là tương lai của tiền tệ. Tiền tệ thì cái này chúng ta trao đổi riêng ngoài lề một tí. Tại vì nó là kiến thức xã hội, chúng ta cũng nên biết cái tiền ảo nó là cái gì và vì sao người ta gọi là tương lai của tiền ảo, và chúng ta có nên đầu tư vào cái tiền ảo đó hay không, hay là như thế nào. Thì nếu mà mình nhìn về cái tương lai á, thì mình phải nhìn thấy được cái sự vận hành trong quá khứ đó, có nghĩa là sử tài chính tiền tệ. Nếu như mà chúng ta học cái môn đó nó rõ ràng đó, thì chúng ta sẽ hiểu là cái tiền tệ, cái tiền ấy nó có giá trị hay là không. Ban đầu á, khi mà con người ta chưa đủ ăn đủ mặc này kia á, thì bắt đầu chưa có tiền ra đời đâu,
đâu có đủ thức ăn dự trữ đâu, đâu có cái nguồn vật ngang giá đâu. Ban đầu khi mà người ta họ đi 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 săn bắt hái lượm thì cái người mà đi phụ nữ thì ở nhà hái lượm, đàn ông thì đi săn bắt, thì ban đầu nó thiếu thốn nên nó là phân công ra như thế. Nhưng mà rồi sau này á nó dư phụ nữ thì trồng trọt hái lượm thì nó cũng dư ra, mà đàn ông đi săn bắt á, thì nó cũng dư ra. Thì họ bắt đầu đem đi trữ, trong hang động này kia. Nhưng mà cái bộ tộc khác á, thì họ lại dư cái thịt này, mình á, thì lại dư cái thịt này, hoặc là bộ tộc khác á, thì họ lại có cái loại lương thực thực phẩm này, của mình cái thực phẩm này, nên đó là cuối cùng đó là bộ tộc này bộ tộc kia thì họ hay trao đổi lẫn nhau và trao đổi lẫn nhau, và họ quy đổi nó ngang 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 cái sức lao động. Giống như giờ mình đi bắt một con voi, còn ông kia đi bắt một con hươu, thì cái thịt voi với thịt hươu thì cái thịt nào nó ngon hơn và nó khó săn bắt hơn đó, thì cuối cùng đó là nó có giá trị cao hơn, được ưa chuộng hơn. Rồi bây giờ ví dụ như cuối cùng đó là cứ đem thịt đổi thịt, đem hàng đổi hàng, nhưng mà rồi nó cùng kề quá, nên rồi cuối cùng là phải chọn một cái vật nào đó nó quý giá, nó giá trị. Bên bộ tộc này họ sử dụng cái lông ngỗng hay con gì đó, bên bộ tộc kia thì sử dụng cái sừng voi hay cái ngà tê giác gì đó, xem như là nó nhẹ hơn và nó có giá trị ngang với cái lượng hàng lượng thịt đó. Nhưng mà rồi một thời gian đó thì người ta thấy nó cũng khó quy đổi quá, nó tương đối quá, không có cái gì đưa về giá trị hết. Nên cuối cùng đó, người ta kiếm một cái hòn đá hay là một cái loại kim loại hiếm nào đó, ví dụ như là bạc hay là đồng, rồi cuối cùng là vàng. Sau này đó, phát hiện ra một cái loại cực kỳ hiếm nữa mà cực kỳ khó có nữa, đó là kim cương. Thì dần dần á là cái tiền đồng, tiền vàng, tiền bạc được nó ra đời. Ban đầu nó là một thỏi bạc, thỏi vàng, thỏi này kia, nhưng mà rồi cuối cùng á là thỏi này thỏi kia nó khó cân đo đong đếm quá, nó chuẩn hóa lại thành những đồng rồi này nọ. Rồi sau này mãi sau này trong cái thời trung cổ này kia ngày chưa dạy, thì vàng đồng này kia nó vẫn là một cái vật ngang giá, phổ biến một thời gian rất là dài, có giá trị hơn bạc, bạc thì giá trị hơn đồng, kim cương cao nhất. Thì đôi khi những cái vàng bạc đồng tính ra là giá trị của nó lại là chuẩn nhất, bây giờ các cái quốc gia nào hay ra kia gì thì lượng vàng bạc đồng tự nhiên cũng với như nhau và người ta tính là tính trên cái mức độ hiếm có, khó đào được, hiếm thì nó sẽ trở thành quý. Đấy. Chứ nhiều khi mình cũng không hiểu là vàng bạc nó có cái vị lại 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 có giá hơn những cái loại khác, nhiều khi thép nhiều khi nó cũng cứng hơn cả vàng bạc mà, nhưng mà tại sao nó lại không có gì bằng vàng bạc? Nên đó là nó dựa ngoài cái giá trị về mặt làm đẹp, về mặt trang sức, thì nó lại có trị của nó là giá trị về mặt quý giá, quý hiếm. Cái nào quý nhất thì hiếm nhất thì có quý giá. Thì chúng ta thấy là nguyên cái thời cổ đó tính ra là người ta dùng cái bạc đồng, tính ra đâu bao giờ có lạm phát đâu. Phát triển lên tí nữa, các cái người ta thấy là những cái thỏi vàng, thỏi bạc, thỏi đồng đó đại diện cho hóa, cho cái sự của xã hội á, mặc dù nó hiệu quả nhưng mà nó cũng khó khăn quá, cồng kềnh rồi. Giờ ví dụ như 10 chừng vàng chịu thì bao nhiêu vàng, rồi giàu hơn nữa thì sao, mấy trăm thì sao, ý thì sao, vàng chẳng lẽ chôn đầy nhà. Nên đó là sau này á, mỗi cái quốc gia họ ra cái giấy, cái công nghệ tiền giấy nó ra đời, họ dựa trên cái uy tín của họ, dựa trên cái uy tín của quốc gia họ mà họ in ra cái đồng tiền của họ, và họ không có cho cái người khác làm giả, và rất khó
giả và chống thì không được, ai mới được in tiền, mới được làm cái giá đó. Thì cuối cùng mỗi quốc gia thì cái uy tín của mình mà mỗi cái đồng tiền riêng cho mình, thì cuối cùng đó là nó xảy ra rất là nhiều những vấn đề hạn chế của tiền mặt. Nhất đó là tiền nhiều quá không 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 ngang bằng với cái lượng vàng bạc đồng ngày xưa, mà vàng bạc đồng thì nó diện hàng hoàn hóa này đại diện sức lao động đánh giá, nên rồi cuối cùng đó là in nhiều quá so với lượng hàng, nên cuối cùng đó là thực tế nó chứng minh mua một cái ổ bánh mì thì ngày xưa 5.000, nhưng mà giờ tiền trong xã hội nhiều quá, bây giờ dễ dàng quá, giờ nó thành 10.000, được sau thành 15.000, tiền nhiều hơn hàng, nên rồi cuối cùng đó là nó bị mất giá đồng tiền, nó dần dần nó xa rời với cái giá trị ngang giá vàng bắt đầu ban đầu. Rồi lúc đó chính phủ mới họp, và cuối cùng đó là bắt đầu nói tới chuyện quản lý tiền bạc, là quản lý điều tiết vi mô vĩ mô, áp dụng cái lãi suất cao hơn này kia, không có tiền ra khỏi ngân hàng mà họ đi đầu tư nữa, không cho lưu thông thị trường nữa rồi này kia, đồ rồi tăng thuế này nọ, điều tiết về các cái công cụ tài chính tiền tệ cho dần dần nó bớt lưu thông, rồi nó giảm giảm bớt vậy, in in bớt rồi. Nên cho nó cùng nó điều chỉnh nó lại. Đấy, cuối cùng thì nó xảy ra rất là nhiều vấn đề. Vấn đề nữa đó là người ta họ mình in được thì thằng khác nó cũng in được, như vậy là nó in giả tiền. Đấy, công nghệ nó chỉ bắt đầu có người giả kia, mà cuối cùng đó là đua nhau in sao cho giống nhà nước nhất, in sao cho giống nhà nước nhất, nên là cuối cùng lại nói tới cái chuyện là chống chống in tiền giả. Đấy, nó có rất nhiều vấn đề. Rồi vì cái tiền mặt nên rồi cuối cùng đó là người ta đi buôn lậu này kia nữa. Đấy, nó dẫn được cái thuận tiện thì cuối cùng nó lại ra một đống vấn đề. Chúng ta thấy là giờ nhiều lúc đó là mấy cái bộ phim người ta buôn lậu hay là người ta mafia giới thì lại giao tiền giao hàng thì sao chuyển khoản cho nó nhanh, giai đoạn dùng tiền nước phát triển nước Mỹ có cái liên mạc làm gì để cuối cùng nó bay tùm lum. Tại sao phải như thế? Cùng đó là cái tiền mặt đó là cái tiền người ta dễ người ta người người, người ta nó người ta không nó không bị kiểm soát, khó bị hack. Và cuối cùng đó là bây giờ để cho hợp pháp nó thành tài khoản ngân hàng đó, thì người ta để sử dụng được cái rửa tiền. Rửa tiền là sao? Giờ ví dụ như mua một cái cây lan đó giá trị thật của nó chỉ có 5 triệu thôi, nhưng mà định nó 800 triệu, hay là cái miếng đất đó chỉ giá thị trường nó chỉ có tỷ thôi, nhưng mà mua nó với giá 3 tỷ, thức hóa cuối cùng nó trở thành tiền hợp thức hóa của mình. Rồi chơi bài đi, chơi bài chơi bạc dễ rửa tiền, tại vì là chẳng có ai mà nói là vì sao tự giàu thế, giờ bạc thành quá hợp thức hóa. Nếu mà nói không phải do mày thì số thì quá, cái vô đó mà thắng thì tự nhiên nó thành hợp lý, nên đó là có rất tiền 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 mặt nó có những cái hạn chế tới mức độ đó, nên rồi cuối cùng đó là bây giờ tới thời đại tiền số. Tiền số là cái tiền trên ngân hàng, bây giờ mình có e-banking mình chuyển qua chuyển lại này kia rồi quẹt thẻ rồi này kia, thì ở bên các cái nước châu Âu đó, người ta áp dụng tiền số nó lâu rồi, rất là lâu rồi, người ta quẹt thẻ người ta thanh toán rồi này kia rồi, người ta đâu dùng tiền mặt nữa. Đó là vì chính phủ đồ khuyến khích, rồi chính phủ bắt buộc chuyển sang hết tiền số để cuối cùng đó là chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống rửa tiền, chống trốn thuế này kia tùm lum. Cho nó thuận tiện tùm lum. Nhưng mà rồi cuối cùng á là chúng ta thấy là tiền số nó cũng có hạn chế của nó, đó là nó còn thuận tiện hơn cả tiền mặt trong cái việc chuyển tiền nữa, nên đó là nó dễ dẫn tới cái chuyện nó dễ dẫn tới cái chuyện đó là người ta dễ chuyển nhầm, rồi người ta dễ bị hack công nghệ thông tin, hack rồi người ta dễ
chuyển khoản từ quốc gia này sang quốc gia kia. Nên rồi cuối cùng á là mà trong khi á là tiền của mỗi quốc gia thì là có giá trị khác nhau, mà giờ chuyển qua chuyển lại như vậy, lạm phát, lãi suất của mỗi quốc gia, cái tỷ giá hối đoái của quốc gia mỗi quốc gia nó đã khác nhau, nên nó là có lại lẽ ra quá nhiều vấn đề của những kẻ trục lợi. Giờ ví dụ như cái em mình ở bên Nhật, một ngày phụ huynh của người nó chuyển tiền, gửi tiền tiền Việt cho nó, rồi nó qua bên đó nó lại chuyển sang tiền Yên để mà nó đưa cho các bạn bên đó để đóng học phí. Thì bây giờ trong một ngày mà cái tỷ giá của Nhật mà nó thay đổi so với Việt Nam mình tí thôi, cao hơn tí thôi, là cuối cùng là 2 triệu chuyện bình thường. Nên rồi cuối cùng á là cái chuyện mà chuyển qua chuyển lại như vậy nó làm phá giá, nó làm cho những cái kẻ trục lợi đứng giữa những cái tỷ giá đồng tiền của mỗi quốc gia này kia đồ, nó lại đẻ ra một cái vấn đề khác nữa, đó là quá khó để mà kiểm soát những cái đó, do cái mức chênh lệch cái tỷ giá của các quốc gia. Nên rồi cuối cùng á là lại ra một cái vấn đề nữa, càng ngày nó càng từ lưa ra, quản lý tiền mặt đã khó, giờ quản lý tiền số còn nghĩ cách quản lý tiền số nữa, quá nhiều hạn chế của tiền tệ. Ngày xưa dùng vàng bạc đồng nó đâu có phức tạp đến như thế, nó đâu có lạm phát, rồi nó đâu có giá trị vàng ở bên quốc gia Trung Quốc thì nó cũng thế, mà bên Tây Tạng cũng thế, mà bên đâu nó cũng thế, nó cũng có giá trị như nhau. Tại vì cái trái đất này nó cũng lượng vàng nó cũng chỉ có hạn thôi, đào ở đâu nó cũng khó cả. Nên đó là nó không có nhiều cái vấn đề như thế, mà sao nó giờ nó ra quá trời vấn đề quản lý rồi tùm lum. Nên đó là tất cả những cái hạn chế đó cuối cùng đó là tới thời điểm hiện tại thì bắt đầu manh nha cái gọi là tiền ảo. Tiền ảo nó không phải tiền số, nên đó là chúng ta đừng có nhầm lẫn. Nên rồi cuối cùng đó là cái tiền ảo đó, tại sao mà người ta gọi là tương lai của tiền, thì sao mà tiền ảo mà lại có giá trị? Thì thực ra mà nói thì cái tiền số nó có giá trị thật không? Nó chỉ là những con số. Rồi cái tiền giả có giá trị thật không? Những tờ giả 500 ngàn nó cũng đâu khác gì tờ 200 ngàn đâu. Nó chỉ khác nhau ở cái việc người ta quy định nó thôi. Nên cái tiền ảo ra cũng chẳng có giá trị. Nhưng mà vì sao người ta có thể sử dụng nó để đại diện cho một cái lượng vàng hay lượng hàng hóa hay lượng sức lao động giá, là tiền công khi họ phát triển thì cuối cùng là có nhiều người họ, những cái công ty riêng, những đơn vị riêng họ phát triển ra những cái thuật toán, và những cái thuật toán họ cung cấp số lượng hữu hạn những cái lời giải. Mình muốn giải được nó thì mình phải phải làm liên phải làm đủ một cái thao tác gì đó, dạng như gọi là phải cày hay gì đó, giải ra nó được, mình nó được thì cuối cùng mình có cái tiền ảo đó. Thì nếu như người ta công nhận đó là giá trị á thì xem như nó có giá trị. Và cái bài toán này, cái thuật toán này nó cũng chỉ có cái lãi thôi. Nếu mà ai mà giải sớm á thì giải được nhiều á thì cuối cùng có được nhiều cái ảo. Và khi mà người ta giải đủ rồi thì cái toán này đóng lại mà không thể nào đạt được nữa, nào giải thêm được nữa. Thì về mặt bản chất thì nó khác đi hàng hết, nó giống như một cái số lượng loại, nó có hạn hữu hạn cái này. Bây giờ vì kiếm nên nó có, nên bây giờ người ta cứ đổ xô đi đào vàng, chỉ cần có vàng là xem như nó là có giá trị.
một cái cộng đồng họ công nhận cái loại tiền đó. Cái xong cuối cùng người ta mới để ý tới nó, và cuối cùng người ta thấy những cái lợi ích của nó, và cuối cùng đó là người ta họ quan tâm tới nó nhiều hơn. Giống như hồi đó cái tiền ảo đó, cái thuật toán đó chỉ có cái công ty đó nó chấp nhận cung cấp một cái dịch vụ cho một cái lượng người chơi game hay gì đó. Giống như bây giờ mình lấy cái tiền thiệt mình nộp cái cạc vô, mình nộp vô thì mình có thể mua được một cái 10 cái đồng Bitcoin hay gì đó, là đúng đồng Bitcoin đó để mà mua cái vật phẩm gì đó trong game hay là gì 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 đó. Có thể lấy tiền thật đổi lấy tiền ảo, và cái tiền Bitcoin đó nó lại chỉ có giá trị cho cái công ty đó thôi. Nhưng mà rồi sau này á, cái người ta họ họ trao đổi với nhau, thế là cuối cùng á, là người ta quan tâm tới cái tiền ảo này nhiều, và cuối cùng á, là thấy những cái hiệu quả của nó. Thế là cuối cùng á, là dần dần riết từ năm 2006 cái tiền ảo, cái một đồng đó nó chỉ có 50.000, chả ai quan tâm, toàn chơi game không. Nhưng mà tới rồi xong bây giờ cuối cùng bây giờ nó như thế này à, nên đó là cuối cùng bây giờ khi người ta phát hiện ra thì có lại có rất nhiều những cái công ty họ lại đi xây dựng cái đồng tiền của riêng họ à, và cuối cùng á, là cái đồng tiền nào mà nó xây dựng được một cái lượng lớn người mà tham gia sử dụng, chấp nhận trao đổi, thì cuối cùng á, là cái đồng tiền đó càng thành công. Và nó liên quan tới những cái thuật toán đó, nếu như mà cái thuật toán đó mà nó càng 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 bảo mật, càng khó giải, càng khó làm giả, càng này kia, thì cuối cùng là nó càng có giá trị. Nên bây giờ có rất nhiều những công ty khởi nghiệp xây dựng cái đồng tiền cho mình. Như vậy thì cái tiền ảo này nó có một cái, nó có những cái ưu điểm, đó là thứ nhất đó là nó cũng giống như vàng trong tự nhiên, đào nó tới thời gian nó cũng hết, thì nó sẽ có những cái giá trị của riêng nó, không thể làm giả được mà không thể tạo ra được, rất khó. Mà cái tiền ảo này thì nó lại dựa trên một cái nền tảng blockchain, thì cái nền tảng này nó là một cái nền tảng mà cái dữ liệu khối khối này tới kết nối tới khối kia lỡ mà một cái khối này mà nó bị mất thông tin thì khối kia vẫn còn thông tin, có nghĩa là những cái thông tin của nó sẽ mãi mãi được vẹn toàn, được bảo toàn trên internet, và không thể hủy đi được. Và cuối cùng đó là những cái đồng tiền này, cái giá trị của nó được cả cái thế giới này biết thấy. Và nếu như mình sử dụng cái tiền này mà mình mua một cái vật phẩm ở bên Mỹ hay là bên này bên kia, thì cái giá trị của tiền này nó chính là giá trị của riêng nó, ở đâu nó cũng như nhau cả. Ví dụ như như ví dụ nó đều đại diện cho một cái lượng giá trị cốt lõi ban đầu, nên nó là giá trị nó là duy nhất, là đồng nhất, chứ nó không giống như những cái loại tiền như tiền giấy hay là và thứ ba đó là cái tiền này nó lưu thông như thế nào, nó nằm ở ví của mình bao nhiêu ai cũng biết hết, nên nó sẽ không có, nếu mà sử dụng tiền này thì sẽ không có chuyện buôn lậu, hay là cũng không có chuyện không giải thích được nguồn gốc của tiền, cùng đó là sẽ chống được tham nhũng, chống được buôn kia đủ thứ. Người ta thấy được tất cả những cái ưu điểm đó của cái tiền ảo này, nên đó là dự đoán rằng đó là tương lai thì sử dụng cái tiền ảo này, quyết được cả những cái như trong quá khứ của tiền. Ở những cái nước mà phương Tây họ phát triển á, thì họ là cái những cái nước mà họ đề cao cái sự công bằng dân chủ mình này nọ, nên đó là họ đang cố gắng thay đổi những cái thể chế chính sách pháp luật phía trên thượng tầng kiến trúc để mà chấp nhận cái loại tiền này. Nhật đồ này kia rồi là này kia đang thay đổi để chấp nhận cái loại tiền này, tại vì đối với họ nó là một cái công cụ tuyệt vời để chống tham nhũng buôn lậu. Mà ở rất nhiều nước
thì chúng ta vẫn chưa dám chấp nhận cái loại tiền này đâu, và nhiều khi cũng chúng ta cũng chưa đủ cái cơ sở hạ tầng để chấp nhận được nó, hoặc là mình thật sự không muốn không 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 muốn chấp nhận nó. Nhưng mà chúng ta sẽ chẳng bao giờ chúng ta cản được cái thời đại cả, chẳng bao giờ chúng ta cản được cái thời đế thế hay thời vận cả, dù là một chính phủ hay là dù là một cái một cái tổ chức nào đó. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ mà chúng ta có thể cản được cái thời thế. Giống như công nghệ thông tin thì nó mở ra thời thế thời đại này kia, dù có muốn chấp nhận hay không, dù cho muốn chấp nhận hay không chấp nhận á, thì cuối cùng mình vẫn phải chấp nhận. Đây, như vậy đó là tiền ảo. Như vậy thì bây giờ có rất là nhiều những cái công ty này kia, họ họ mời chúng ta này kia đầu tư tiền ảo hay là gì đó, thì chúng ta cần phải suy nghĩ cho nó kỹ nhé. Tại vì là nó có nhiều loại tiền ảo lắm, và nó cũng chưa được chấp nhận rộng rãi lắm đâu. Đối với các cái nước châu Âu hay thế giới này kia, những cái nước mà họ có cái nền cái thể chế chính sách của họ đồ này kia, nó ổn và nó rõ ràng, và họ thích chấp nhận cái loại tiền này á, thì họ mới chấp nhận. Chứ còn nên là chúng ta xem thử là nó có nhiều khi chúng ta mua cái tiền đó nó có giá trị, nhưng mà đôi khi nó lại không phải là giá trị ở Việt Nam đâu. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó là tương lai, nó là tương lai. Chỉ có điều đó là trong thời gian bao lâu thì người ta sẽ chấp nhận nó thôi. Chứ 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 cũng cũng bây giờ cái thế giới bây giờ nó phẳng à. Giờ thế giới bây giờ nó phẳng à. Tất cả những cái quốc gia thì dần dần đều phải bắt tay với nhau, rồi thống nhất chung với nhau, và dần dần đang hội tụ lại để giải quyết những cái vấn đề chung. Không 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 có quốc gia nào đứng ngoài được, và đứng ngoài thì tụt hậu thôi. Nên đó là nhưng mà chúng ta cũng nên biết một số những cái kiến thức như thế về tài chính tiền tệ, để chúng ta biết rằng là nó là tương lai. Nhưng mà thứ hai là nó giải quyết những cái nhược điểm như thế, nên đó là trong cái bối cảnh, cái điều kiện của Việt Nam ta, hay là các cái nước xã hội chủ nghĩa, hay là những cái môi trường, thì có thể được chấp nhận cái tiền đó không, chứ cũng đừng có thấy nó là xu thế hay gì đó mà chúng ta cái tưởng là nó là đại khái là chúng ta là sinh viên của những cái chuyên ngành kinh tế và quản lý kinh tế, thì chúng ta nên biết những cái phương thức đầu tư đó nó là cái gì, chứ đừng có như những người mà không biết thì dễ bị lừa.
cái nguồn tiếp theo mà người ta thường sử dụng để đầu tư đó là cái nguồn vốn bên nước ngoài. À, vốn nước ngoài thì nó gồm có nhiều loại, ví dụ như là cái nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. ODA thì ODA nó là một cái nguồn vốn mà hỗ trợ dành cho những nước đang mà chậm phát triển, đang mà chậm phát triển. Trong đó thì cũng có Việt Nam. Thì cái nguồn vốn này nó thuộc về các cái tổ chức quốc tế hay là các cái quốc gia mà muốn cung cấp những cái vốn tiền cho cái quốc gia đang mà chậm phát triển, vay với những cái lãi suất rất là ưu đãi, những cái thời hạn rất là dài, và những cái lợi ích rất là thiết thực. Vốn ODA này chủ yếu được sử dụng để phát triển những cái quốc gia được nhận, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá, cầu cống, giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, phúc lợi, v.v. Chủ yếu là nó hỗ trợ giống như kiểu người giàu giúp người nghèo vậy. Nó giống như kiểu ngân hàng chính sách ở Việt Nam, hỗ trợ cho những người nghèo, quốc gia đang và chậm phát triển, chứ người giàu thì không có được cái hỗ trợ này. Và chúng ta thấy là nó là về mặt lịch sử thì cái ODA này nó thành lập từ năm 1970 khi mà cái tổ chức kinh tế thế giới OECD được thành lập. Thì khi mà họ thành lập á, thì họ có đề ra một cái bang VAC, cái bang hỗ trợ phát triển. Thì những cái bang này nó có nhiệm vụ á, là tìm kiếm những cái nguồn vốn từ những quốc gia phát triển để tài trợ lại cho những cái quốc gia đang và chậm phát triển, để cho những cái quốc gia đang và chậm phát triển này họ được phát triển lên. Thì cái mục tiêu ban đầu nó rất là tốt, những cái lý tưởng nó rất là cao đẹp, nó muốn phát triển đồng đều những cái quốc gia lên. Thì họ tích cực đi tìm những cái nguồn vốn, những cái quốc gia cho, và khi có vốn thì cố gắng họ tài trợ lại cho những cái quốc gia nhận, những quốc gia nghèo đói. Nhưng mà một cái thời gian sau á, thì người ta phát hiện ra một vấn đề, đó là những cái quốc gia họ nhận này á, họ sử dụng tiền không có hiệu quả, họ càng ngày họ càng nghèo hơn. Và sử dụng tiền họ làm những cái dự án của họ, nhưng mà cuối cùng những dự án của họ không có thành công, không có chuẩn bị được bài bản, không có chương trình, không có phương án, không có kế hoạch, rồi không có kiểm soát, nên rồi cuối cùng là dự án thất bại, rồi cuối cùng họ còn nợ thêm một khúc nữa, rồi cuối cùng họ nghèo là càng nghèo hơn. Nó y chang như là cái ngân hàng chính sách của mình nó cho các người đồng bào vay vậy. Mới đầu thì kêu gọi các cái đồng bào đồ vay vốn để cải thiện, để mở rộng kinh tế, để làm ăn, để phát triển này kia, mình muốn họ phát triển dân trí chứ, mình muốn họ phát triển lên này kia. Và họ cũng nghèo cũng lâu rồi, bây giờ thấy nhà nước có chính sách gì họ cũng thích lắm, họ tới họ vay. Nhưng mà rồi cuối cùng á, họ vay một thời gian rồi á, ông á thì lấy đi ăn chơi hết, ông á thì không hiệu quả, ông á thì đi mua sắm tiêu dùng, cuối cùng á là không có tiền trả nợ cho ngân hàng chính sách. Bây giờ họ không trả nợ thì giờ làm sao, đâu có làm được gì họ đâu. Nên rồi cuối cùng á, là nghèo thì càng nghèo, tiền mất mang. Nên rồi cuối cùng á, sau này á, nhà nước quan tâm hơn tới cái việc đó là muốn vay được những cái gói ODA, những gói những cái ngân hàng chính sách này á, thì đòi hỏi á, là phải có cán bộ thẩm định, rồi tư vấn, rồi kiểm tra. Cái ông vay thì ông phải có cái kế hoạch chương trình gì đó chứ. Bây giờ anh vay cái này có kế hoạch gì, có chương trình gì để mà phát triển kinh tế không, để thoát ra khỏi nghèo đói không, thì phải ghi cho nó rõ ràng. Bây giờ vay cái này á, dự định mua bao nhiêu con heo, rồi trong vòng bao nhiêu năm thì sẽ sinh ra được bao nhiêu con heo con, rồi trong vòng bao nhiêu năm thì có thể bán, bao nhiêu năm có thể trả lại cho ngân hàng, bao nhiêu năm có thể này kia. Thì phải có chương trình kế hoạch đàng hoàng, và cái ông thẩm định ông phải thẩm định nó đúng với thực tế, và lâu lâu phải đi kiểm tra nữa thì dần dần mới mới cho vay. Thì cũng y như cái này, ban đầu những cái tổ chức kia họ cũng có tâm, nhưng mà rồi sau này họ yêu cầu chặt chẽ, phải có chương trình, phải có phương án kia cụ thể triển khai như thế nào này kia, thì cũng mới tiếp cận được. Thì cái nguồn vốn này nó rất tốt,
nó mang tính chất là hỗ trợ, nó chỉ cung cấp cho cái quốc gia đang và chậm phát triển nên được gọi là phát triển. Hỗ trợ thì nó là cái lãi suất rất là rẻ với thị trường, nhiều khi nó chỉ có 3% 4%, thời gian thì trả nhiều khi vòng 10 năm 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Rồi nếu mà thấy không trả được thì gia hạn thêm lâu hơn nữa. Rồi chính thức nó được ký kết một cái chính thức giữa các quốc gia, rồi các cái nhà ngoại giao hay là những cái nhà chính trị chính khách được ký kết cái chính thức, thông báo đưa tin một cách chính thức. Giống như ngày nhỏ chúng ta hay coi những cái dự án gì đó mà hay khánh thành rồi cắt cái băng đỏ đỏ, rồi ví dụ như chính thủ tướng rồi đi tới đâu này kia, rồi hay ký kết rồi này kia, những cái này kia thì đa phần nó là ODA. Thì ODA này nó có lịch sử nó là như thế. Nhưng mà chúng cái việc mà chúng ta sử dụng trong thực tế ở Việt Nam thì giai đoạn đầu có nhiều vấn đề, khi mà Việt Nam chúng ta thì đa phần chúng ta quản lý những cái dự án đôi khi nó không hiệu quả, thì xảy ra cái vấn đề thất thoát tham nhũng. Nhưng mà sau này rất nhiều, về mặt động cơ, thì chúng ta thấy là nó đôi khi nó cũng không tốt đẹp đến thế. Cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Nếu như mà nói về cái sự hỗ trợ phát triển chính thức này kia thì cái phần tốt đẹp của nó đôi khi chắc là được khoảng 60%, 60% hoặc là 70%. Còn cái động cơ mà bên trong bên sau á thì đôi khi nó chiếm khoảng 30%. Rất là nhiều quốc gia sử dụng cái ODA này là một cái công cụ, xem như là một cái công cụ để kết giao, ngoại giao, rồi cho và nhận, trao đổi. Ví dụ như là Nhật Bản đi, là một cái quốc gia mà ngày xưa gây chiến cả một cái khu vực, thì sau này họ bị thua, xong rồi cuối cùng là họ mất đi nhiều cái mối quan hệ thị trường. Nên đó là sau khi mà họ phục hồi lại thì họ rất là tích cực trong cái chuyện đó là cung cấp ODA cho các cái quốc gia trong cái khu vực, thì họ xem như là một cái công cụ để hàn gắn lại những cái rạn nứt của cái quan hệ ngoại giao. Rồi bây giờ ví dụ như khi mà mình muốn kết giao với một quốc gia nào đó thì thường mình gặp gỡ rồi mình nói chuyện rồi mình vui vẻ rồi mình hỗ trợ dạng như vậy, thì cuối cùng là mình sẽ có tình bạn. Tình bạn thì nó liên quan tới tiếng nói, đồng minh hỗ trợ tiếng nói ở trên thị trường quốc tế. Đó là động về mặt ngoại giao, đôi khi nó còn là động cơ về mặt kinh tế nữa. Ví dụ như một cái những cái quốc gia mà nó cung cấp ODA rất là lớn đó là Mỹ đi. Mỹ nhiều khi họ sử dụng cái ODA như một cái công cụ để lôi kéo các đồng minh, mà biến cái đồng minh trở thành những cái con nợ hay những cái sân sau cho mình. Nên nó nhiều vấn đề, nhưng mà đại khái là cái nguồn vốn ODA này nó cũng tốt, nó thuộc dạng giống như ngân hàng chính sách vậy, còn chứ có nhiều cái nguồn vốn mà người ta viện trợ không hoàn lại, gọi là vốn ODA lại, viện trợ không lại, cho là cho không. Nguồn vốn ODA này dù như thế nào đi nữa thì về bản chất thì nó vẫn phát triển những cái hộ nghèo hay là những cái nước nghèo, hay là nó chỉ quan tâm tới cái việc đó là cái dự này nó có mang lại về cái phúc lợi không, hơn là những cái lợi ích mặt tài về mặt kinh tế, về mặt tài chính. Đa phần những cái dự án ra thì nó về cái đường xá, cầu cống, công đợi, cơ sở hạ tầng. Còn những cái quốc gia ví dụ như Phần Lan, Hà Lan thì y tế, giáo dục, học rất là tốt, rất là tốt. Còn cái nguồn tiếp theo, đầu tư tiếp theo đó là cái nguồn đầu tư phát triển trực ngoài FDI, đầu tư từ nước ngoài FDI. Như vậy thì
mình hay nghe tới các cái nguồn vốn FDI hay là các cái nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài gì đó thì mình cũng hiểu sơ sơ một tí. Họ là những cái nhà đầu nước ngoài họ đến Việt Nam chúng ta, họ đầu tư trực tiếp thôi. Mà đầu tư trực tiếp là cái việc là đem vốn của họ, công nghệ máy móc thiết bị của họ đến đây để mà hình thành nên móc nhà xưởng, công ty này kia vận hành kinh doanh này nọ thì được xem những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đấy. Như vậy thì cái nguồn vốn này nó có quan trọng không? Nói chung ở Việt Nam ta cái nguồn vốn này cực kỳ quan trọng, phải nói là cực kỳ quan trọng và cực kỳ là nhờ nó. Chúng ta biết là hồi xưa khi mà những cái năm mà những năm bao cấp, những cái năm mà trong những cái thời kỳ chiến tranh đó, thì khi chúng ta chia làm kinh tế thì chúng ta sử dụng cái kinh tế tập trung bao cấp, thì nó theo một cái quan điểm tập trung của thời chiến, đó là sức mạnh đồng lòng toàn dân, ai cũng phải tập trung làm rồi chia chia ra, nên rồi cuối cùng mới là tới thời bình rồi người ta đâu có một sức đồng lòng nữa đâu, nên rồi cuối cùng mới là làm riết hồi cuối cùng người ta thấy những cái người mà họ có sáng tạo hay là những cái người mà họ muốn làm khác đi, phát triển hơn, có cái cách gì đó mà hay hơn, có tăng gia sản xuất, họ cũng không được làm, họ cũng không có được ý kiến, họ cũng không có được được gì cho họ hết. Giống như giờ mình nghĩ ra một cái ý kiến hay lắm, nhưng mà rồi cuối cùng nói ra nhiều khi lỡ nó không thành công thì cuối cùng người ta cười, người ta phán xét. Lỡ mà mình có một cái kiến hay lắm, nếu mà nó thành công á thì cũng khen được chút rồi, chứ cũng không được nhiều. Nhưng mà nếu nó thất bại thì bị những rồi cuối cùng chẳng có ai có động lực gì để mà sáng tạo, rồi kêu đi làm nhiều thì cũng chia từng đó, mà làm hăng say thì cũng chia không nhiều hơn bao nhiêu, nên rồi cuối cùng không có cái sự gì đó ấy, sáng tạo và cái sự kia, nên rồi sau này á là người ta thấy điều đó, bắt đầu người ta nghĩ tới chuyện khoán công khoán. Riêng cái việc mà bắt đầu cái chuyện khoán thôi nó đã là cả cái ngoặt trong cái nền kinh tế rồi. Từ lúc khoán cái bắt đầu rồi tăng gia sản xuất hàng hái, làm nhiều được nhiều, về trưởng nhiều, có đồ dư. Đấy. Và hồi đó là sản xuất đồ thì tập trung theo nhu cầu này kia, nên là hàng hóa đồ nó chẳng có cạnh tranh, nó cũng chẳng có đa dạng chủng loại màu sắc, hay là nó phục vụ cho nhiều tầng lớp, nên mới thấy không hiệu quả. Nên rồi cuối cùng từ năm 1988 hay bao nhiêu, tới cái thời điểm đó khi mà mình mở cửa ra chấp nhận cho các nhà nước ngoài họ vào Việt Nam là tư nhân cho làm này kia, thì bắt đầu đến Việt Nam họ đăng ký những cái dự án và họ hứa là sẽ triển khai thực hiện. Nhưng mà mãi đến 1991 thì mới có những cái dự án, và chúng ta là bắt đầu khi mà họ đem vào thực hiện thì là nó có nhiều, mang lại nhiều việc làm, ngoại tệ, rồi sản phẩm, rồi mọi thứ bắt đầu nó mới phát triển, nên từ đó bắt đầu, đó là những cái bắt đầu ban đầu của hình thành nên kinh tế thị trường. Nhưng mà chưa đạt kinh tế thị trường, nhưng mà nó những cái mà mình mở cửa. Như vậy từ những cái năm 91 cho những năm 96 khi mà mình mở cửa thì bao nhiêu là doanh nghiệp nước ngoài này khi họ vào Việt Nam và đăng ký, rồi khi họ bắt đầu họ làm tùm lum, rồi những cái nguồn vốn họ tăng nhanh chóng, những cái dự án tăng nhanh chóng, thì nó tạo thành một cái làn sóng đầu tiếng nước nhất của người ta gọi là nóng ở tuổi tiếng này anh, về năm 96. Nhưng mà tới năm 97 á thì nó xảy ra cái cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán bên Thái Lan, cùng là nó lây ra cho cả cái khu vực châu Á, mà lúc đó đang mình là các nhà đầu tư châu Á, hồi đó đâu đã chơi nhiều với nước châu Âu đâu, nên là cuối cùng họ rút vốn về hết nên nó sụt giảm nhanh chóng, sau hồi trở lại vào năm 2002 nó bắt đầu người ta đầu tư tiếp, người ta đăng ký tiếp nhiều. Được tới năm 2008 thì từ 2002 đến 2008 người ta đầu tư rất nhiều, và người ta gọi đó là làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài lần thứ hai vào Việt Nam,
Nhưng mà tới năm 2009 đến 10 thì lại bắt đầu xảy ra cái cuộc khủng hoảng đại suy thoái nhà ở thứ cấp gì đó bên Mỹ. Nên là cuối cùng nó lan truyền ra cho cả cái thế giới. Mà lúc đó mình đã có những nhà đầu tư châu Âu rồi, và nó cũng lan truyền ra tới cả bên châu Á luôn. Và cuối cùng là người ta rút vốn về hết, nó lại giảm. Thì cái làn sóng nước ngoài lần thứ hai về Việt Nam nó chấm dứt, nó sụt giảm bắt đầu từ năm 2009. Như vậy thì nó giảm, giảm rồi mình bây giờ đã bắt đầu từ 2013 nó lại tăng trở lại, tăng trở lại cho tới bây giờ. Thì tới bây giờ thì đang tăng, tăng lên một hồi cái cuối cùng lại bị Covid. Nhưng mà qua cái đợt Covid này á, thì nó lại vừa có cơ hội, nó vừa có nguy cơ. Cái đợt này người ta gọi là cái đợt là Việt Nam đang đón nhận cái làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài lần thứ ba vào Việt Nam, là cái làn sóng, và cái lần này là cái lần kinh khủng nhất. Tại vì là Việt Nam mình đó là đã chuẩn bị đầy đủ mọi cái điều kiện để đón chờ những cái nhà đầu tư nước ngoài rồi. Qua bao nhiêu năm đó, thì mình đã cũng cải cách thủ tục hành chính đồ rất là nhiều, đường xá cơ sở hạ tầng đồ đã xây dựng cơ bản. Rồi một cái môi trường mà được đánh giá là khá ổn định, lao động thì giá rẻ, tích cực, thông minh, chăm chỉ, mình đã chuẩn bị rất là nhiều những cái tiền đề ban đầu rồi. Rồi qua cái đợt Covid này nữa thì Việt Nam mình cũng chứng tỏ là một cái nước kiểm soát rất là tốt. Còn còn cái bên mà người nhà đầu tư nước ngoài người ta họ hay ở nhiều nhất đó là bên Trung Quốc. Thì qua cái đợt này thì người ta thấy là nó cũng có nhiều vấn đề, và người ta cũng chuyển đi khá là nhiều, và người ta đang tìm một cái thị trường mới. Việt Nam ấy thì lại cũng có sức mua khá là mạnh mẽ nữa, nên là các nhà đầu tư nước ngoài bắt đầu rất là thích thú Việt Nam. Giống như bây giờ bên Bắc Ninh thì đã có cái Foxconn, Apple, rồi Samsung rồi này kia, rồi Toyota rồi này kia, rồi sẽ đến rồi mở nhà máy rồi này kia. Thì chúng ta thấy là cái mỗi lần mà một cái công ty đa quốc gia đó, nhà đầu tư nước ngoài đó mà họ vào Việt Nam rồi họ đầu tư như thế, thì nó làm cho cả cái địa phương đó, cả cái tỉnh đó nó thay đổi hoàn toàn. Đó. Tạo thêm nhiều công ăn việc làm, người ta đổ vô làm, lương thì cao. Và cuối cùng đó là có tiền thì sẽ có thay đổi thôi, sẽ thay đổi cho địa phương thôi. Có tiền cái đời sống thu nhập được tăng lên, cái mức sống rồi con lành ai cũng vui vẻ cả, thu nhập được tăng, con em được đi học rồi này đó. Thì nên chúng ta thấy là qua cái đợt này, nếu mà chúng ta kiểm soát tốt được cái tình trạng của thì Việt Nam ta cái vị thế nó sẽ trên thì nó tiếng nói nó vị thế rồi này kia nó sẽ rất là tốt. Người ta vẫn rất e ngại đến Việt Nam chúng ta đặt nhà máy, tại vì thứ nhất đó là vì những cái vấn đề thủ tục hành chính hay gì nó vẫn chưa có được chuẩn hóa lằng nhằng, mà nó hơi nửa này nửa kia, nhưng mà bây giờ nó cũng ổn rồi. Cái thứ hai nữa đó là người ta cũng sợ rằng đó là Việt Nam mình nằm trong cái vị trí nó hơi tranh chấp, bị ảnh hưởng nào là từ phía Trung Quốc rồi từ phía bên kia. Việt Nam mình có giữ vững được cái độc lập chủ quyền và cái tiếng nói và cái sự độc lập không? Người ta vẫn cứ e ngại như thế. Rồi liệu có xảy ra cái chiến tranh hay là khủng hoảng về mặt chính trị hay gì đó không? Nên người ta thường chọn một cái cây nó ổn định hơn. Ví dụ như Trung Quốc chẳng hạn. Nhưng mà nếu như họ đánh giá chúng ta là một cái môi trường ổn định, an toàn thì họ sẽ quyết định đến đặt nhà máy. Nên nó nhiều vấn đề. Và chúng ta thấy là cái nguồn vốn này nó rất quan trọng. Nó đóng góp cho chúng ta về mặt thứ nhất rất là nhiều. Thứ nhất về mặt quan điểm. Ngày xưa khi mà chúng ta từ những cái kinh tế tập trung thì chúng ta cứ theo cái kiểu là chúng ta chỉ có cái gì thì chúng ta bán cái đó, và chúng ta chỉ nếu chúng ta cần thì chúng ta không quan tâm tới cái nhu cầu của thị trường gì đó. Nhưng mà thị trường nó không phải là như thế. Nên rồi cuối cùng đó là
Cuối cùng đó là đóng góp chúng ta về mặt quan điểm rất là tốt. Bắt đầu chúng ta tìm kiếm, chúng ta học hỏi những cái kinh nghiệm quản lý kinh tế, marketing là gì, rồi kinh tế là gì, lạm phát là gì, lãi suất là gì, rồi dự án là gì. Chứ thực ra mà nói thì tới mãi những cái năm 99, năm 98 thì cái khái niệm marketing nó mới được người ta đưa vào sách vở, rồi viết sách những cái trường đại học kinh tế quốc dân Hà Nội hay gì đó. Nhưng mà thực ra cái khái niệm marketing kinh tế quản lý thì nó có trên thế giới trước đó cả cả một thế kỷ, thế là 100 năm rồi. Đó. Chứ mà nếu mà hồi đó mà mình cứ giữ cái quan điểm đó thì cuối cùng đó là bây giờ mình chắc cũng không khác mấy Triều Tiên. Nhưng mà khi mà mình thay đổi tư duy, mở cửa điểm này kia mọi thứ, rất từ từ nước ngoài và Việt Nam thì rất. Thứ hai nữa đó là về mặt nguồn vốn. Về mặt nguồn thì chúng ta biết rằng đó là chúng ta hơi bị khổ, trải ra qua quá nhiều những cái cuộc chiến tranh trong lịch sử. Chứ thực ra thì Việt Nam chúng ta không phải là một cái quốc gia mà không thông minh hay là lười biếng hay là không có năng lực, mà là ngược lại, thực tế chứng minh rằng là Việt Nam chúng ta một cái đất nước rất là, con người Việt Nam rất là đáng nể, nghị lực và linh hoạt, thông minh sáng tạo và thích nghi rất tốt. Nếu như mà không phải vì nằm trong một cái vị thế mà cả đời cứ bị đối chọi với những cuộc chiến tranh xâm lấn rồi tranh giành, thì chả thì có lẽ bây giờ Việt Nam ta khác rồi. Chẳng có quốc gia nào trên cái thế giới mà hết ông lớn này thì ông lớn kia đặt trực như vậy. Hết Trung Quốc thì cả bao nhiêu thì từ xưa tới giờ rồi, rồi hết tới ông đế quốc Pháp, rồi lại tới ông trùm đế quốc Mỹ đánh trực rồi. Không có cái quốc gia nào mà nó thảm đến như vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn có đứng vững và phục hồi kinh tế rất nhanh, chỉ trong vòng có vài chục năm, chỉ trong vòng có vài chục năm giải phóng thôi mà cho tới nay mình cũng phát triển được rất là nhanh rồi. Chính như vậy, tốc độ như vậy tới nay là rất là nhanh. Mà nếu như mà nói về cái chúng ta vẫn thường hay bảo rằng là nhiều khi chúng ta không biết cái vị trí của mình thì chúng ta cũng không có cái nhìn khách quan được. Tại vì ví dụ như chúng ta cứ thấy chúng ta nói rằng là chúng ta không nói được tiếng Anh hay tiếng Anh của người Việt thế này, tiếng Anh người Việt thế kia, nhưng mà chúng ta lại đâu biết được rằng là trong cái khu vực này nọ, cái trình độ tiếng Anh ta nếu mà tính trên cái bình diện chung đó, thì nó xếp ở vị trí khá cao so với những cái nước mà chúng ta cho rằng là họ nói tiếng Anh, ví dụ như Malaysia này nọ được, thì cái khả năng tiếng Anh của người Việt, của sinh viên Việt Nam hay gì đó nói chung trên một cái bình diện chung đạt được điểm số vẫn cao hơn nhiều. Hay là nếu nói về cái sự phục hồi kinh tế hay gì đó thì nó rất là nhanh, nó không có nó thấp đâu. Và chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta được đầu tư, các cái nhà đầu tư nước ngoài rồi này kia đóng góp cho chúng ta về mặt nguồn vốn, nếu như mà chúng ta có vốn thì chúng ta sẽ thoát ra được khỏi nghèo đói nhanh thôi, nhanh thôi. Tại vì chúng ta rất là giỏi và lanh lợi. Nhưng mà khổ nỗi là cứ bị nghèo. Bây giờ ví dụ như là cái vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói trong kinh tế học. Nếu như mà bố mẹ mà nghèo thì sẽ không có tiền cho con ăn học. Không có tiền cho con ăn học thì con cũng đi làm nông với bố. Mà đi làm nông với bố thì cũng nghèo thôi, mà nghèo thì lại không có tiền để cho con đời sau đi ăn học. Thế rồi cuối cùng đó là bố mẹ chúng ta nhiều khi mặc dù bố mẹ làm nông nhưng mà bố mẹ vẫn hy sinh hết, bố mẹ muốn chúng ta được học hành đến nơi đến chốn này nọ.
là chính là như vậy, là để hy vọng là chúng ta thoát ra khỏi nghèo đói. Ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta thấy là nếu như mà cái gì thì có thể không chi tiêu, chứ mà nếu mà nói về bố nếu mà nói với bố mẹ mà về giáo dục đó, thì bố mẹ lúc nào cũng đầu tư cho con cái kìa, tiếng Anh hay tiếng gì hay trường quốc tế. Nhiều khi thu nhập của bố mẹ chỉ có 7 triệu thôi, mỗi tháng cũng cho con cái đi học cái lớp có 5 triệu mất rồi, nhưng mà vẫn không tiếc. Nên đó là chúng ta thấy là nó là đầu tư rất nhiều, kỳ vọng vào cái thế hệ sau rất nhiều, và cái thế hệ trước đó, thì họ giống như trong một cái gia đình này kia, nếu như nghèo đói mà không có tiền thì không có cách nào để thoát ra khỏi sự nghèo đói cả, nếu như mà không 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 có vốn. Thì bây giờ tiêu dùng cũng 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 vừa đủ thì lấy đâu ra tiết kiệm. Nên đó là nếu như mà có ai mà đầu tư cho mình thì tốt quá, ai cho mình vay hay cho mình hay đầu tư cho mình thì tốt hơn. Bây giờ ví dụ như có một cái ông chú ông bác ông bảo là thấy cháu là có tiềm năng đấy, có tố chất, có tiềm năng, có ý chí đấy, bây giờ bác sẽ đầu tư, bác sẽ cho cháu 50 triệu để mà cháu kinh doanh hay khởi nghiệp gì đó. Tự nhiên đó là tự nhiên có tiền, chứ bây giờ đi vay ngân hàng cũng phải thế chấp, mà làm gì có cái gì để mà thế chấp, không có cách nào để có một cái số lượng tiền như thế cả. Nên mình rất là cần những cái nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài họ như một cái nguồn vốn từ bên ngoài mà hít vào trong cái nền kinh tế để đẩy mình ra, nhảy đẩy mình ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của cái sự nghèo đói đó. Và ở cái thời điểm đó, những cái nguồn vốn nước ngoài, những công ty nước ngoài và Việt Nam này kia, người ta ví nó như một cú hít như vậy, giống như một cú đẩy cho mình nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó. Giống như bây giờ nếu như mà mỗi người thì có mỗi cái vòng luẩn quẩn của riêng mình, mỗi bạn thì sẽ có những cái vòng luẩn quẩn của riêng mình, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mỗi có khó khăn riêng đấy. Nhưng mà làm sao mình nhảy ra được cái vòng đó để mình thay đổi cái số phận, thì cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài này họ đóng góp cho mình nhiều đến như thế, họ đóng góp tiền mặt nguồn vốn rất là nhiều, đầu tư cho mình để mình thoát ra được. Chứ nếu không thì nghèo thì cứ mê nghèo mãi, rất là khổ. Cái đóng góp tiếp nữa đó, đóng góp về mặt công nghệ, máy móc công nghệ. Khi mà mình mở cửa cho họ thì họ được nhập những cái máy móc công nghệ hiện đại của họ vào để mà sản xuất những cái hàng hóa thiết bị, thì lúc đó nó làm cho những cái sản phẩm của mình đa dạng và tốt hơn lên. Chứ còn mình sản xuất thì công nghệ của mình quá lỗi, quá là lạc hậu, quá là lạc hậu. Thậm chí ở Việt Nam mình bây giờ cái hàng rào kỹ thuật nó gần như quá thấp, không ngăn cản được những cái sản phẩm lỗi thời luôn. Tại vì những cái sản phẩm mà nó gọi là lỗi thời của thế giới thì nó qua hàng rào kỹ thuật của Việt Nam thì nó lại đáp ứng được, có nghĩa là hàng rào kỹ thuật quá thấp, chứ không giống như là những bên Nhật hay là bên những cái nước phát triển kia. Bây giờ muốn cái hàng của anh muốn vào đất nước tôi thì ít nhất cái hàng của anh cũng phải đạt tiêu chuẩn cao hơn cái hàng mà tôi sản xuất trong nước chứ. Chứ giờ chứ chẳng lẽ tôi sản xuất tốt hơn, sản xuất hơn tôi mà tôi cho anh vào, cuối cùng anh vào anh cho người dân của tôi sử dụng toàn những cái sản phẩm lỗi thời lạc hậu hơn cả tôi sản xuất, như vậy làm sao anh vào, làm sao anh được vào, ít nhất anh cũng phải bằng tôi chứ. Nên rồi cuối cùng là Việt Nam chúng ta không khéo thì lại trở thành một cái người ta bảo giống như cái bãi rác của thế giới. Nhưng mà ít ra là ở cái thời điểm đó người ta đưa những cái công nghệ đó vào, đối Việt Nam nó lạc hậu nhưng mà đối với thế giới nó lạc hậu, nhưng mà đối với Việt Nam chúng ta nó đã tiên tiến lắm rồi. Nhưng mà dần dần chúng ta cần phải nâng cái hàng rào kỹ thuật của mình lên, và muốn làm như vậy thì chúng ta phải có những cái doanh nghiệp sản xuất những loại mặt hàng đó và đảm bảo những cái tiêu chuẩn hàng Việt Nam chất lượng phải cao lên. Cái đó sợ nó là cả một cái bài toán. Chứ bên Nhật là chúng ta để ý thấy là Nhật người ta sản xuất hai loại hàng hóa để tiêu thụ nội địa và tiêu thụ nước ngoài. Tiêu thụ nội địa thì nó hay có tiếng Nhật, giống như một cái MacBook, một cái máy tính đó, thì ngoài cái tiếng ABC nó còn có cái tiếng Nhật nữa, thì đó chính là dùng cho thị trường nội địa. Còn nếu mà xuất ra nước ngoài thì họ chỉ ghi tiếng Anh thôi,
nhưng mà nó có một cái thực tế là cái máy dùng cho nội địa thì nó lại tốt hơn cái máy xuất ra nước ngoài, tại vì cái tiêu chuẩn bên trong của họ còn cao hơn cả tiêu chuẩn bên ngoài. Giống như bây giờ mình đi qua Nhật mà mình đi mua thuốc á, thì người ta sẽ hỏi mình bạn là khách du lịch định cư hay là người Nhật. Mỗi cái kiểu nó, và cái kiểu thuốc dành cho người Nhật là cái kiểu thuốc tốt nhất, nên đó là cái đóng góp về mặt công nghệ máy móc này kia, dù sao nữa nó làm cho Việt Nam ta nó hiện đại hơn lên, nhưng mà chúng ta còn phải cố gắng cơ cấu dạng rồi tiền, mang lại tiền, mang lại thì ngoại tệ cho nền kinh tế, cho chính phủ, chứ nếu không có cái nhà đầu tư nước ngoài sản xuất hàng rồi này kia xuất ra thì này kia thì lấy đâu ra tiền đô, rồi việc làm, mang lại rất nhiều việc làm cho xã hội. Hồi đó cái vấn đề đi tìm việc làm là cả một vấn đề. Đa phần là nông nghiệp, làm nông, mà đất đai ở ngoài quê thì được có vài một vài sào à, hai bố mẹ làm là đã đủ rồi. Sinh con thì sinh nhiều, đâu có đủ đất để làm đâu, đâu có việc làm, nên đó là cuối cùng đó là bỏ quê lên thành thị. Thành thị thì nó mới có những khu công nghiệp này kia, nó mới có những cái công ty đa quốc gia, thì mình mới được có việc làm, có việc làm giải quyết được bao nhiêu là cái việc làm cho vùng nông thôn, cho con người. Còn nếu mà chịu khó học hành đó, thì mình sẽ làm những cái công việc nó cao hơn, có những cái bằng cấp thì làm những cái công việc nó trí tuệ hơn, nó cao hơn, nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng phải có làm. Phải nói là những cái công ty nước ngoài tư nhân hay này kia rồi nó làm cho chúng ta có rất nhiều việc làm, chứ còn mà như ngày xưa một mình nhà nước thì không gánh đỡ nổi. Và cái thời gian đầu đó, thì cái vấn đề mà chuyện tụng pháp lý vì bất bình đẳng rồi đối xử này kia đối với cái người lao động này kia cho rất nhiều kiện tụng pháp lý, nhưng mà rồi sau này thì dần dần ổn. Thì cái hạn chế của FDI thì chúng ta thấy rằng đó là họ không có cái mục tiêu gì nhiều ngoài cái mục tiêu là lợi nhuận. Lợi nhuận đối với họ thì là lợi nhuận, thì khi mà đến họ đầu tư của mình thì họ quan tâm thị trường Việt Nam là cái thị trường thế nào, sức mua có mạnh mẽ không, công nhân có giá rẻ không, trình độ tiền có không, đường xá, cầu cống, giao thông, thủy lợi, điện nước, đường này, mọi thứ nó có đã ổn định chưa, và cái nguồn nguyên liệu nó có không, thì tất cả những thứ đó thì chúng ta thấy là họ cân nhắc rồi xem có lợi nhuận hay không họ mới đến, chứ không phải giống như cái nguồn ODA thấy nghèo rồi mới đầu tư, mà là đây thấy có cơ hội mới đầu tư. Nên rồi cuối cùng á, là khi mà các nhà đầu tư nước ngoài họ đến đầu tư vào Việt Nam á, thì chúng ta thấy là nó có một nhiều những cái vấn đề khập khiễng, đó là tư vào những cái danh mục ngành nghề mà nó có mang lại lợi nhuận thôi, nên nó tạo ra những cái mức cân đối về ngành rất là lớn, quan tâm tới những cái ngành như công nghiệp chế biến. Tại vì sao mà lại quan tâm tới cái ngành này nhiều dữ vậy? Tại vì đó là Việt Nam ta thì có cái gì, có những cái nguồn nguyên liệu thô rất là nhiều, rừng vàng biển bạc, thủy hải sản thô rất là nhiều, bây giờ tới hàng tươi sống hải sản đồ tuyệt vời, nguyên cái đường chiều dài đất nước đó là đường bờ biển, hay là rừng, một bên là rừng bên là biển, nên đó là nguyên liệu thô rất là tuyệt vời, nói những cái sản thô rất là tuyệt vời, đến đặt nhà máy đầu tư rồi cái xong rồi cái con tôm sơ chế chế biến rồi đóng gói vô rồi đóng cái nhãn mác vô bán ra bên Trung Quốc hay là bán ra thị trường thế giới với giá gấp 10 lần, quá lợi nhuận tuyệt vời. Công nghệ có, thương hiệu có, công nhân có, công nhân giá rẻ, rất là welcome, rồi nguồn nguyên liệu có sẵn, quá tốt. Thế là họ đến, họ chủ yếu là đầu tư vào công nghiệp chế biến. Chứ giờ đầu tư vào nông nghiệp đồ thì cũng hơi nguy hiểm, tại vì là
mưa bão, đầu tư vào những cái ngành nghề khác thì công nghệ đồ này kia thì cũng không có sức mua nhiều. Và họ đầu tư thì chủ yếu họ lại đầu tư vào những cái vùng mà có cái những cái điều kiện tốt, chứ như những vùng như Tây Bắc, Tây Nguyên dân cư thưa thớt, còn nghèo đói hay là khó khăn, hay là giao thông thủy lợi chưa có phát triển hay là gì đó thì họ lại không đầu tư. Cuối cùng họ hay đầu tư vào những vùng Đông Nam Bộ, những cái vùng như thành phố Hồ Chí Minh rồi Đà Nẵng, Đồng Nai, vân, những cái vùng mà nó làm cho cái vùng mà những cái điều kiện thuận lợi, và cuối cùng là nó làm cho cái sự mất cân đối phát triển vùng miền lên. Cái vùng thì rất là giàu, vùng thì rất là nghèo. Rồi dần dần nó dẫn tới cái khoảng cách giàu nghèo. Rồi các cái nhà đầu tư thì chúng ta thấy là đa phần đó là những cái nhà đầu tư châu Á, sau này thì có cái nhà đầu tư nước ngoài. Về năng suất lao động thì mặc dù nói rằng đó là họ mang những cái công nghệ mới về rồi họ đào tạo huấn luyện chúng ta làm cho cái công nghệ của Việt Nam chúng ta nó phát triển hơn lên, nhưng mà phải thừa nhận rằng đó là do cái lao động Việt Nam ta cứ lao động phổ thông nhiều quá, cái lao động giá rẻ, lao động mà cứ bỏ học rồi cái xong rồi không có việc làm rồi lại lên quê rồi đi làm công nhân, rồi cuối cùng á là lao động giá rẻ nhiều quá rồi, cuối cùng toàn công nhân không à, nên là cuối cùng á là tính trên cái bình diện chung á thì cái năng suất lao động của người Việt Nam mình nó lại quá thấp so với khu vực châu Á Thái Bình Dương, thấp hơn Hàn Quốc tới 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 22 lần, thấp hơn Thái Lan tới 11 lần, rồi những cái nước lân cận như Indo, Mala hay gì đó đều thấp hơn hết. Đấy. Nên đó là một cái thời gian dài mình cứ không có việc làm rồi cứ đi làm công nhân, nên đó là chúng ta cứ thấy tiền lợi nhuận lợi ích đồ thì chúng ta cứ ham, cùng đó là cái lao động thức thì không có làm, còn cái công nhân thì có làm, nên là cuối cùng lương công nhân thì cao nữa nhưng mà lao động trí tuệ không đáp ứng được nhu cầu hay gì đó, đã tạo thành một cái vấn đề là năng suất lao động của người Việt Nam những cái năm gần đây nói rất là nhiều. Đó là những cái lợi ích cũng như bất cập của cái FTA. Nhưng mà nó còn một cái vấn đề nữa mà của cái doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài mà ở quốc gia nào cũng bị, và nó thuộc về bản chất của FDI luôn rồi, bản chất của đầu tư đa quốc gia luôn rồi, đó là cái hiện tượng chuyển giá. Chuyển giá thì khi mà mình thông tin báo đài này kia mình nghe nói rất nhiều tới chuyển giá thì nó là cái gì, nó là cái gì thì đó là một cái vấn đề thời sự nhất nhối, và cái bài toán kinh tế cho các cái nhà cần làm sao để chống được cái vấn đề chuyển giá này của các cái công ty đa quốc gia. Tại vì có một cái thực tế là những cái công ty đa quốc gia họ đầu tư ở nhiều quốc gia khác nhau nhưng mà đôi khi họ đóng thuế rất là ít. Vì sao thế? Không phải là họ trốn thuế mà là họ chuyển giá để lách thuế. Rồi ví dụ như tại sao những cái công ty đa quốc gia họ 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 muốn chiếm lợi phần thì dễ đến thế, tại vì đó là họ hạ giá của họ xuống, họ chuyển giá giảm, họ chuyển giá của họ làm cho cái giá thành cái giá bán của họ nó giảm xuống, giá nó giảm xuống, nhưng mà về mặt nguyên tắc anh bán cái giá mà nó dưới cái giá thành đó thì không được, nhưng mà bán với giá bằng với giá thành sản xuất hoặc là trên chút thì được, xem như là anh hy sinh hàng, anh hy sinh cái lợi nhuận để mà anh chiếm lĩnh thị phần được, miễn là anh cầm cự được bao lâu. Nhưng mà khổ nỗi là nếu như mà họ là một cái công ty đa quốc gia thì không phải là họ
họ sản xuất ra bằng cái mức giá đó thiệt, mà là họ chuyển cái phần 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 giá thành đó sang một công ty khác, chứ không phải là cái giá trị, chứ không phải là họ chịu cái đó để chiếm thị phần, mà là họ chuyển lợi nhuận sang một công ty Bây giờ ví dụ như một cái công ty A đặt giá X, công ty B nó đặt giá Y, và cái công ty A, công ty B này đều là một cái công ty con của một cái công ty C. Thì cái công ty A này giá X mới cái suất 10% và nó chuyên sản xuất những cái loại linh kiện máy tính. Còn cái trong ty B á, nằm quốc gia Y chịu mức thuế suất 28% thì nó chuyên sản xuất máy tính. Như vậy thì đó có nghĩa là cái công ty B này nó sẽ làm những cái hợp đồng để mà nó mua cái linh kiện này từ cái công ty con, từ cái công ty A này qua, để nó đưa vào trong chi phí sản xuất và nó bán ra với giá thị trường, với cái giá thị trường. Như vậy nếu như cái công ty nó yêu cầu cái công ty A này không bán với cái giá thị trường mà nó bán với cái giá thị trường, thì cái điều gì xảy ra, điều gì? Như vậy là cái công ty B này mua cái linh kiện này với cái giá cao giá thị trường, như vậy cuối cùng á là cái giá thành của nó tăng cao, nhỏ giảm, và cuối cùng là nó đóng thuế cũng giảm. Còn cái công ty A đặt ở quốc gia X, khi mà nó nâng giá bán lên thì lợi của nó tăng cao, thì nó sẽ phải đóng thuế cao hơn cho cái quốc gia X này. Nhưng mà chỉ có điều là cái quốc gia X này thuế suất của nó có 10%, còn cái quốc gia Y cái thuế suất của nó là 28%. Như vậy điều đó có nghĩa là cái công ty A này nó đóng thuế cho cái quốc gia X này nhiều hơn 10% của cái phần tăng thêm đó. Nhưng mà cái quốc gia Y này á, thì nó lại đóng, cái công ty B á, thì nó lại đóng thuế ít hơn cho cái quốc gia Y này là 28% của cái phần tăng thêm đó. Như vậy vì cái sự chênh lệch về thuế suất khác nhau, mà cuối cùng á là họ lắp được một cái khoản tiền thuế rất là lớn. À, cuối cùng là nó làm cho lợi nhuận của cái công ty C tăng lên, là cái công ty mẹ tăng lên. Như vậy là họ chỉ cần yêu cầu á là A đừng có bán mà là bán vương, tức là quyền của mình mà định giá bán của mình mà. Giờ ví dụ như mình ra một cái phở 20.000, 25, 35 hay 50.000 thì đó là quyền của mình thôi, quyền của mình đó, còn ai còn 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 ai ăn hay không đó là khách. Nên đó là mình chỉ cần nâng giá bán lên, hoặc là mình kêu là bán hạ giá xuống. Chi phí sản xuất một tô phở của mình chỉ có 30.000, bây giờ bán bằng cái giá 30.000 luôn, lợi nhuận bằng không, vừa đủ trả cho công nhân viên nguyên vật liệu. Như vậy thì ai còn đủ cạnh tranh với mình nữa, à, đủ sức cạnh tranh với mình nữa mà bán cái linh kiện này với giá rẻ, thì bên lại mua được với giá rẻ thôi, chứ nó cũng chẳng mất đi đâu, nên đó là cuối cùng đó là cái hiện tượng của cái công ty đa quốc gia đó, là vì họ 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 hoạt động ở nhiều quốc gia nên họ hoàn toàn có thể mua bán cho nhau và lại không thông qua cái giá thị trường, không thông qua qua cái giá thị trường, mà là do cái giá mà họ tự họ định giá, họ mua bán cho chính họ, và cuối cùng mới là họ bắt được mới tiền thế. Như vậy thì nếu như mà công ty đa đó, nếu như cái công ty đa quốc gia đó mà gần hết những cái linh kiện mà nó bán ra sản phẩm, giống bây giờ Apple bây giờ nó cũng tự xúc chiếc thì bây giờ nó tự cung tự ở nhiều quốc gia vậy, nó tự nó thao túng giá. Vì cái vấn đề nó tự thao túng giá thì giống giống như nãy mình nói, thì họ lách thuế thôi, hay là họ thích thì họ chiếm lĩnh thị phần thôi, chịu được. À, tại vì là nó thực trạng tất cả những cái công ty đa quốc gia họ đều làm như thế. À, ví dụ như là Coca-Cola vào Việt Nam từ năm 2011 chưa đóng đồng thuế nào. Nhưng mà họ khai báo là bị lỗ rồi thế này thế kia, nhưng mà thực ra không phải lỗ, họ chuyển lợi nhuận sang một cái công ty mẹ công ty khác,
và cuối cùng đó là đóng thuế. Nhưng mà mở rộng cái thị trường rồi cái cơ sở rồi này kia, việc làm rồi công nhân viên rồi vẫn lương rồi tùm lum bình thường, cũng đóng thuế. Như vậy thì có họ có gọi là trốn được không, thì là gọi là trốn thuế, tại vì kiểm này kia rồi vô người toán rồi này kia thì họ thấy mọi thứ đều đúng hết mà, mua mua bán thì doanh thu, mua thì chi phí, chi phí như vậy không gọi, không thể nào nói họ trốn thuế. Mà bây giờ muốn nói họ thì phải có bằng chứng. Bằng chứng thì sao, bây giờ xuất cái xe ô tô hay là cái nước Coca-Cola đi, nhiên lúc đó thôi nó cũng có cả ngàn cái hương liệu gì đó chế như nào đó, mỗi cái loại hương liệu nhiên liệu đó nhập từ từ cái con nào này kia đi tới đó mà kiểm tra giá trị cũng có tới 3 ngàn chi tiết. Nếu mà họ cô tự cấp được, họ nhập từ công ty con này kia thì cái quốc gia đó mà xác định giá. Nên rồi cuối cùng đó là cái việc mà kiện họ chuyển giá, tìm ra bằng chứng thế này kia, pháp lý kiện tụng nó còn kinh khủng hơn là được nó nữa. Nên đó là chẳng có cái cách nào cả, chẳng có cái cách nào cả. Và nhiều khi á, mình cố gắng mình tìm ra bằng chứng rồi mình kiện họ tới nơi tới chốn và họ bị thua kiện á, thì nhiều khi họ bực quá họ chuyển cái công ty của họ qua bên Trung Quốc, thì cuối cùng cả cái địa phương nó mất hết việc làm luôn, chứ cũng không có được cái lợi ích gì. Nên rồi cuối cùng là mình phải nhẫn nhịn, dù dù mình biết là họ chuyển giá nhưng mình cũng chẳng làm được gì cả. Đấy. Đó là vấn đề của rất nhiều những quốc gia chứ không phải là của mỗi Việt Nam. Ví dụ như ở Anh á, thì có Starbucks rồi Metro rồi Coca-Cola, Pepsi, ở đâu nó cũng làm như thế cả. Chỉ có điều á, là mỗi quốc gia họ có những cái pháp luật hoàn thiện hơn để mà họ chống hay không mà thôi. Nhưng mà vẫn không chống được hoàn toàn. Nên rồi cuối cùng á là quốc gia thì không chống được. Nhưng mà người tiêu dùng thì họ có thể chống được. Bây giờ ví dụ như nếu như mà họ sản xuất cái sản phẩm đó rồi họ bán cái sản phẩm đó cho cái người tiêu dùng ở quốc gia đó luôn, thì cái người tiêu dùng đó nếu như mà họ có cái hiệp hội những người tiêu dùng mà mạnh mẽ, họ kêu gọi ra này kia về mặt đạo đức, về mặt trách nhiệm xã hội, công ty này đến đất nước chúng ta kinh doanh bao nhiêu năm qua mà lại không đóng thuế một đồng thuế nào cho quốc gia chúng ta, kêu gọi tẩy chay hay này đó, thì cuối cùng là người dân họ nghe thế họ không có mua hàng hóa công ty đó nữa, tẩy chay, thì cuối cùng cái công ty đó họ lại sợ cái điều đó, sợ cái điều đó thì họ phải đóng lo đóng thuế. Nhưng mà có lẽ ở Việt Nam chúng ta thì cái hiệp hội những người tiêu dùng này là những cái sự đồng lòng đó nó quá yếu, nó quá yếu, cũng giống như công đoàn quá không có quyền lợi gì cả và không có kêu gọi được cái gì. Không giống như ở bên 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 cái Anh hay gì đó, người ta kêu gọi không dùng cái Starbucks hay gì đó nữa, cái sợ quá cái là phải đóng thuế liền. Rất nhiều lý do dẫn tới hành vi chuyển giá đó, cái doanh nghiệp ra quốc gia cắt thuế rồi chuyển lợi nhuận về nước, rồi áp lực đòi tăng lương thì nó thấp đi để cho nó lợi nhuận nó giảm, nó khỏi tăng lương rồi cạnh tranh chiếm chỉ phần. Vâng, nếu như mà nó giảm giá xuống thì là công nghệ thì hiện đại, sản phẩm thì tốt cả thì rẻ nữa, thì không có ai mà doanh nghiệp trong nước nào mà có thể đối với nó. Nên đó là nó rồi chưa nói tới cái vấn đề chuyển giá trong cái quá trình góp vốn đầu tư, cái nguồn tiếp theo đó là cái nguồn đầu tư gián tiếp nước ngoài, đó là các cái nhà đầu tư nước ngoài, họ thay vì họ đến trong nước họ hình thành cơ sở, họ đặt nhà máy những gì này kia phức tạp và rủi ro, cái nhà đầu tư nước ngoài này họ không làm thế, mua cổ phiếu mà mua cổ phiếu họ góp vốn đầu tư cho cái doanh nghiệp trong nước mà đầu tư kinh doanh có lời, chia là cho họ.
Tuy nhiên á, thì chúng ta thấy được là cái trường chứng khoán ở Việt Nam chúng ta nó còn khá còn trẻ, và cái tâm lý đầu tư của các nhà đầu tư ở Việt Nam chúng ta nó cũng non trẻ, nó cũng cảm tính, nó cũng không có lý trí khách quan. Bây giờ mình chơi chứng khoán thì nhiều cái phải tùy thuộc vào cái văn hóa, cái sở thích đầu tư hay cái tính cách của con người Việt Nam nữa. Con người Việt Nam mình nhiều khi dễ bị tâm lý đám đông bày đàn, hay là dễ bị bạn bè lôi kéo, hay là dễ bị sợ hãi vì một cái tín hiệu gì đó. Nó cảm tính. Nên đó là cuối cùng đó là cái thị trường chứng khoán của Việt Nam ta nó là cảm tính, nó khá là chỉ cần nghe cái Covid gì đó thôi, chưa biết nó cái gì thôi cũng tá hỏa lên rồi đi rút vốn mua cái gì đó, hay là chỉ cần nghe một cái gì đó bất lợi thôi, nghe bạn bè nói hay là nghe chuyên gia nói hay là gì đó chưa kịp phân tích thì đã đi rút rồi. Như vậy nên nó là cái thị trường Việt Nam ta thì nó lại nó thị trường chứng khoán nó như thế nào ở mỗi quốc gia thì nó mang bản sắc của mỗi quốc gia đó. Nếu như mà con người ở quốc gia đó mà họ khá là lý trí, bình tĩnh, khách quan, phân tích và này kia ấy, thì cái thị trường nó cũng khá là ổn định, và nó rất khó, nó không có thay đổi đâu. Nhưng mà với một cái quốc gia với cái bản tính của con người Việt Nam mình á, hay 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 theo cái kiểu cảm tính rồi hòa đồng, theo cái là hại rồi theo cái kiểu nghe thông tin gì á, thì đâm đầu vô hay là gì thế, thì nó ra những cái làn sóng dễ tạo ra những cái sự thay đổi thường thì không có ai đoán được. Và cuối cùng á, là những cái điều đó nó thành cái mục tiêu bởi những cái kẻ đầu cơ, kẻ làm lũng đoạn thị trường, những cái quỹ kêu gọi góp vốn hay gì, vốn ai đủ mạnh á, thì họ chỉ cần có những thông tin gì đó hay là họ tung ra cái mua giả. Bây giờ cái cổ phiếu đó giá chừng đó thôi mà bị mua với giá cao hay gì đó rồi nó tự nhiên nó đồ ầm lên thành đó là công ty đó giá cổ phiếu tăng rồi, mua đi mua đi mua đi, và cuối cùng đó là ai cũng mua thì giá nó cao cao, lúc đó họ mới bắt đầu họ bán ra. Cũng giống như là nghe cái thông tin tiền ảo gì đó cái cả xã hội là rần rần lên, hay là nghe cái thông tin bất động sản gì đó, rần rần lên cả nhà đi mua, người người nhà nhà đi vay ngân hàng vay mấy tỷ rồi mây tùm lum mua, cuối cùng bong bất động sản nó vỡ ra, thì cuối cùng mới là không ai mua nữa, thì cuối cùng mới là kiếm đâu ra để trả nợ, bây giờ bán không ai mua nữa giờ, rồi bây giờ là lan lan đột biến. Sao lúc thấy những cái tin đó hết, mà nói thiệt cái lúc mà ai cũng biết thì còn nhảy vô làm gì nữa, nó cao mất rồi nhảy vô làm gì nữa, giống như tiền ảo hồi đó 2006 2007 2008 lúc đó biết mua thì nghiên cứu trước đi, bây giờ nó cao ngất ngưỡng rồi mua mấy về không chịu đào gì nữa, nó thế giới nó đào gần hết rồi đào gì nữa. Rồi thứ hai giờ trong tôi tìm cái danh nào mà nó tiềm năng ít, nó đầu tư ít mà nó đang có tiềm năng, tìm danh mục khác đi, chứ bây giờ cái danh mục đó nó đâu còn còn tìm cơ hội khác đi, lúc nào chẳng có cơ hội. Nhưng mà khôn nói là cái người dân Việt Nam không có suy nghĩ nhiều, tới lúc khi mà nó xảy ra rồi thì mới bắt suy nghĩ, nhưng mà nó khi mà nó xảy ra rồi á, thì rồi nó trở thành những cái miếng mồi tốt, kẻ đầu những kẻ tiền. Bây giờ ví dụ như
một cái hội mua bán bên buôn các bạn bán có phường ở Trung Quốc, họ những cái hội của họ rất là mạnh, những cái hội mà họ kinh doanh cái sản phẩm này hay nông sản kia họ rất là mạnh, lượng tiền lượng vốn họ rất là nhiều. Bây giờ họ muốn cạnh tranh, họ chỉ cần họ muốn kiếm lời ở Việt Nam mình đơn giản lắm. Nhiều khi họ qua, nhiều khi cái giá thanh long hay giá mía hay giá gì đó, giá nó thực tế nó chỉ chừng đó thôi, nhưng mà họ giả vờ, họ giả thành người Việt Nam, họ mang số lượng tiền rất lớn, họ qua cái họ giả vờ họ thu mua với giá cao, thu mua ông này ông kia với giá cao. Thế là bắt đầu là ai cũng đồn ầm lên, rồi là thanh long lên giá giá cao, cái này kia chồng chồng thanh long đi thế này thế kia tùm lum, nhưng mà thực ra là không biết rằng họ mua xong họ đem đi vứt, họ mua họ đem đi vứt, mục đích là gì? Nếu họ tạo thành một cái làn giống làn sóng đó thôi, chứ thực ra họ mua họ nhiều khi họ chuyển cái tiền ra nước họ, nó khi nó theo ít chi phí, nhiều khi không luôn, họ mua cái xong cuối cùng họ đem đi vứt. Nhưng mà thấy thấy có vài lái buôn Trung Quốc qua mua giá cao này kia đồn ầm lên là thanh long cao rồi, chồng thanh đi rồi đến này kia tùm lum. Cái rồi cuối cùng là nó cái khi mà người ta phát hiện ra cái sự đó không ai mua hết, và cuối cùng nó thậm tệ, và cuối cùng đó là đem đi vứt tùm lum. Lúc đó lái buôn Trung Quốc họ mới bắt đầu họ mua giá cực rẻ, hoặc là nếu như muốn đánh thành một cái thì cuối cùng làm cho nền kinh tế đó bị thiệt hại. Nên đó, nếu như mà cứ bị những cái tâm lý đó mà mình cũng lại không có những cái hiệp hội đứng ra để mà bảo vệ, những cái hiệp hội đứng ra để mà chấn chỉnh, hay là hiệp hội đứng ra để mà thu mua, hay là đứng ra để mà tìm cái nguồn hàng hay gì đó như họ, thì dễ những cái đối thủ cạnh tranh đó nó sử dụng một cái đơn giản nó thôi cũng đủ làm cho đảo rồi. Chứng khoán hay là giá vàng hay là bất động sản hay gì đó, nó đôi khi nó chỉ là bóng ấy, đôi khi nó chỉ là một cái hiện tượng gì đó nó xảy ra trong một thời gian ngắn thôi. Và những lợi và những cái người mà họ cũng được một khoản tiền, một khoản thời gian đó thì cũng sẽ là những kẻ lanh lợi và trục lợi luôn, chứ còn nó không bền vững, nó không bền vững, nó rất nguy hiểm cho chúng ta nếu như chúng ta tưởng rằng đó là gì thật. Còn nếu như mà trong ngắn cũng muốn tát nước theo mưa, nếu như mà nó ồ ạt nó tăng nên mình giống mình vay rồi mình mua rồi mình bán trong ngắn hạn, mình kiếm được một khúc theo cái làn sóng đó, coi như mình là một người thức thời. Nhưng mà cái thiệt hại tới cuối cùng đó là những người thiệt hại họ rất là lớn. Nên là cái đầu tư gián tiếp nước ngoài này họ đầu tư vào Việt Nam chúng ta còn khá ít, tại vì thị trường ta thấy tiền thì nó hơi rủi ro, chủ yếu là những nhà đầu cơ, đầu cơ nhiều hơn những nhà đầu tư. Và những cái thể chế chính sách chúng ta chưa có quản lý được nhiều những cái điều đó, nên cuối cùng thị trường nó khá là khó đoán. Thứ hai nữa đó là mình cũng chưa dám mở cửa nhiều cho các cái nhà đầu tư nước ngoài họ họ đầu tư vào cái kênh này, tại vì là họ rút vốn quá nhanh, bây giờ nếu như mà họ họ thấy thị trường Việt Nam mà lỡ có cái gì đó không ổn định hay họ lo lắng cái nguồn vốn, họ bán hết hàng loạt cổ phiếu họ ra. Bây giờ ví dụ nghe thông tin Trung Quốc mà đánh Việt Nam hay gì gì đó, thế là họ sợ quá họ rút hết vốn ra, tại vì vốn nó họ của họ là của công ty họ đó. Nhưng bây giờ nếu mà có nhà đầu tư nước trực tiếp đó, họ rút ra thì đâu có dễ đến thế, cả một cái nhà máy, cả một cái quy trình, cả một cái này kia rút ra rồi nó cũng còn lại tùm lum, chứ phải mất bao nhiêu năm mới rút ra được chứ. Nhưng mà các nhà đầu tư nước ngoài này khi mà họ thấy một cái thông tin nhạy cảm gì đó, họ rút một phát là rút thôi, họ bán cái cổ phiếu này kia ra, có người mua khớp lệnh là họ rút hết thôi. Và cuối cùng đó là cái thị trường chứng khoán nó bị sụp đổ, nó giống y như cái thị trường chứng khoán Thái Lan năm 1997 vậy.
nó sụp đổ. Mà nó sụp đổ thì nó xảy ra một cái sụp đổ hàng loạt trong cái hệ thống tài chính, chứ nó cũng không phải mỗi thị trường chứng khoán. Ngân hàng cũng sụp, mạng kia cũng sụp. Nên đó là nó rất nguy hiểm. Cái nguồn vốn này người ta vẫn chưa có dám, chưa kiểm soát được, nên người ta cũng chưa có dám tiếp nhận nó nhiều. Chỉ có mình đi đầu tư thị trường nước ngoài thôi, chứ người nước ngoài cũng ít đầu tư thị trường Việt Nam. Vốn vay thương mại từ nước ngoài, đó là các cái nguồn vốn mà chúng ta vay từ các cái ngân hàng nước ngoài, ví dụ như là VK, Ngân hàng Thế giới, hay là vay của các cái chính phủ này chính phủ kia, mà người ta cho mình vay với một lãi suất thương mại chứ không phải là lãi suất ODA đâu. Thì còn hay là mình phát hành trái phiếu để cho người ta, họ mua trái phiếu cũng coi như họ vay của mình, người ta cho mình vay. Như vậy thì cái năm 2005 thì mình lần đầu tiên mình phát hành trái phiếu ra ngoài thị trường thì được 750 triệu. Rồi sau đó tới năm 2010 thì tới hạn phải trả thì mình lại phát hành ra được, mình thu về lại được 1 tỷ đô đáo hạn, rồi còn bao nhiêu tiền mình lại làm cái nhà máy Dung Quất, thì nó cũng hiệu quả cho tới bây giờ. Rồi nói chung á là cái người ta đi vay, ví dụ như năm 2005 thì cái uy tín của mình lúc đó nó kém, thì mình vay với một cái lãi suất rất là cao. Còn sau này ấy, thì uy tín mình tốt hơn, vay lãi suất nó rẻ hơn, chấp nhận cho mình vay lãi suất rẻ hơn. Thì cái nguồn vốn này của mình nó tùy thuộc vào cái hệ số tín nhiệm quốc gia, giống như những cái hãng giống như Moody's rồi này kia, thì họ xếp hạng quốc gia này kia, quốc gia nào mà có hệ số tín nhiệm cao thì cuối cùng đó là dễ dàng được vay với những cái lãi suất. Cuối cùng trong đầu tư đó là vốn đầu tư của các cái cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các cái cơ quan nước ngoài. Thì tất cả những cái này thì những cái tổ chức quốc tế ở đến Việt Nam hoạt động rồi đầu tư rồi gây dựng cái cơ sở rồi này kia thì họ đầu tư, thì những cái nguồn vốn này nó cũng chỉ đáng kể. Rồi những cái nguồn tiếp theo đó là nguồn tài trợ khác từ nước ngoài, bồi thường chiến tranh, rồi tài trợ, rồi hỗ trợ, rồi hạn hán lũ lụt, bồi thường tiếp tế, những cái nguồn này nó cũng không có nhiều lắm. Đó là những cái nguồn kiều hối, nó là do Việt Nam ở bên nước ngoài về, họ họ tiền về trong nước để đầu tư. Thì cái nguồn này hồi xưa mình cũng không xem thường nó cũng nghĩ bao nhiêu, sau này thấy người ta gửi tiền nhiều về cũng dễ. Bây giờ nhiều người đi xuất khẩu lao động rồi họ lấy vốn về để họ lập nghiệp, họ đi họ là ở ngoài làm nail hay là làm cái gì, gửi tiền về trong nước để mà kinh doanh đầu tư xây dựng cái nhà hàng khách sạn gì đó là bình thường. Họ cố gắng thế để cuối cùng đó là chỗ thì hiện tượng là nó không bao nhiêu, nhưng mà sau này ấy, cái năm 2013 thì chúng ta thấy là nó gửi tới 11 tỷ đô, và tới 2020 rồi thì bây giờ thì gửi nhiều lắm rồi, chắc có khi là gửi chắc cũng phải là 20 tỷ đô rồi, mà tỷ đô thì nó nhiều. Nên đó là sau này mới có cái gọi là kiều bào yêu nước, về phát triển quốc gia gọi kiều bào yêu nước. Chứ hồi xưa thì khi người ta đi họ rời bỏ đất nước thì chửi họ ghê. Rồi ví dụ như ngày xưa thì doanh nhân doanh nghiệp, chúng ta học về kinh tế này kia thì bị xem thường lắm, tại vì thời ngày xưa ông công thương thì cao nhất, đó là người có học, chương thơ phú rồi này nọ, rồi tới nông dân, rồi tới thủ kỹ nghệ, rồi mới tới thương gia. Thương gia là cái người ta ghét nhất, là người tầng lớp mà nằm ở thấp nhất, được xếp thấp nhất về mặt danh giá, thì đấy, nhưng không danh giá, tại vì rõ ràng đó là cái người đi kinh doanh đó là cái người xảo trá, là cái kẻ buôn lõi, là cái kẻ lừa đảo, là cái lười biếng, đi lấy hàng từ cái nơi, nơi thiếu về cái nơi cần, nơi có nhiều về, nơi thiếu, hàng cao lên trục lợi dựa trên cái sự khôn lõi, dựa trên cái sự nhàn hạ, dựa trên mánh khóe, dựa trên cái sự lười biếng.
ghét lắm, gọi là con bò nó có một cái mưu ai đi buôn bán thì cũng ngu như con bò, rồi ghét lắm chửi họ. Đấy, nhưng mà sau này thì gì lưu thông khá được kia, nhưng mà của một quốc gia ấy, nó làm cho cái nền kinh tế phát triển, nó làm cho cái người người dân đi có nhiều cái cơ hội tiếp cận nhiều cái hàng hóa, cơ hội đường này kia mọi thứ, nó mới luân chuyển được, nó như một mạch máu vậy. Và tới bây giờ thì cái thành phần kinh tế là đầu tàu của nền kinh tế luôn rồi, kinh tế nhà nước. Bây giờ kinh tế tư nhân, bây giờ những cái mà như ông như Phạm Nhật, rồi những cái bà Thảo, hay là cái ông này ông kia, những cái công ty lớn, tập đoàn lớn của Việt Nam đều xem như là những người đi đầu, cái người mà đem sản phẩm Việt ra quốc tế, hay là những cái người mà góp nhiều nhất cho ngân sách nhà nước, cái người mà xem như là đầu tàu nền kinh tế, được gọi anh nhân, ngày hội vinh nhân, doanh nhân, tôn vinh, có nguyên cả một cái ngày gọi là cái ngày luôn. Còn hồi đó thì không ra cái gì hết, nên đó là chúng ta thấy đó là thời đại nó thay đổi, mọi cái giá trị, cái quan điểm, cái phán xét, cái góc nhìn nó đều thay đổi theo cái sự thay đổi của thời đại. Có những điều, có rất nhiều điều bây giờ có thể là nó sai, nhưng mà sau này nó lại là đúng. Còn có những điều mà bây giờ nó đúng nhưng mà sau này có thể nó lại là sai. Nên chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta học tế kinh doanh và quản lý thì mạnh dạn và ta nên tự tin cơ hội gì đó kinh doanh, hay là để khởi nghiệp, hay để chuyển, hay là để đi tiếp, thì chúng ta cần phải tự tin vào cái bản thân mình, chứ 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 cũng chẳng có gì là đúng, chẳng có gì là sai cả. Tới cuối cùng thì chúng ta thấy làm được cái gì thì chúng ta làm thôi. Như vậy hôm nay là cái buổi đầu tiên, thì chúng ta sau chúng ta sẽ thì tới những cái phần về bài tập này nó sẽ hơi khác một tí, chứ còn những cái buổi ban đầu á thì nó cũng khác. Như vậy thì